À, rồi, à, gì đâu mà ngang. Cái quán á thì kế bến xe à, mà khách đi qua đi lại, đã vậy mua vé xong rồi đi thẳng một mạch lên xe luôn, không ai ghé mua một ổ bánh mì. À, thiệt tình. Trời ơi, chưa thấy ai như tôi vô phước cưới nhầm con vợ. Ta nói nghe, chủ một cái tiệm bánh mì hoành tráng gì đó, nó không có bán buôn một cái gì cả, nó nằm nó ngủ không à, ngủ coi kìa, có cái họng kìa. Trời ơi, y như con cá chùi kiến vậy à. Nè, vẫn thức nè, không thức nè, giơ tay lên nè, không thức luôn nè. Dân phòng tới kìa. Hả? 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 Cái gì trời quân? Cái gì dân phòng hả? Đợi xe bánh mì chạy liền mình ơi. Đợi xe chạy, 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 chạy. Sao ông chạy không nào? Bà mệt không? Mệt chứ. Dân phòng nào tới? Tôi tới nè. Trời ơi, ông nói thiệt nha, cái giấc ngủ của tôi không bao giờ mà được yên ổn với ông hết trơn á. Công nhận bà mạnh thiệt quá. Sợ chứ sao không sợ. Trời ơi, ổ bánh mì là cả cái gia tài của mình mà ông. Ông bà mạnh thiệt nha, dễ sợ luôn. Công nhận nha, bà cầm nguyên cái sọt bánh mì này mà. Rồi gì thiệt quá. Đàn ông gì mà thiệt á, tôi thiệt á, nhiều lúc tôi suy nghĩ hoài à. Tụi mình lấy nhau gì mà nhiều lúc tôi cứ nghĩ ông là vợ tôi mà tôi là chồng ông không á. Hay à. Đó, ông thấy không? Ba cái công việc ha, cho bánh mì, làm bánh mì nè, là ông làm. Đúng rồi ha. Còn tôi là bốc vác nè, bưng bơ nè, rồi ba cái chuyện ngủ ngơ cũng một tay tôi lo. Đúng rồi. Bà trong cái tiệm bánh mì nè, bà là phải người là cái người mà đứng là canh, là kêu khách vô, hiểu không? Khách ăn á là phải phục vụ cho khách. Bây giờ tôi phân công vậy nghe chưa? Nếu mà có khách tới nè, tôi là người bán bánh mì, còn bà đó là bà phải phục vụ những cái dịch vụ để làm sao cho khách đến đây người ta hài lòng, người ta an tâm, người ta ăn và người ta trả tiền, người ta vui. Mà tôi nói thiệt cho cái vía vợ chồng mình bán bánh mì sao mà nó ớ quá trời quá đất. Ông nghĩ cách nào buôn bán cho nó đông khách chứ? Tại bà kìa. Tôi thấy tình hình là không có một món khách nào để vô cái tiệm mình ăn bánh mì ở trơn. Tôi không hiểu tại sao mở quán ra là nó ớ dài ở dẫn, ngày nào hai vợ chồng cũng gặm bánh mì, tao nói như gặm xương chó vậy đó. Em nhìn đi. Vậy bà đó, bà không lo tân trang cái nhan sắc, người đâu nhìn sủ gần chết luôn vậy hả? Ta gặp bà người ta là sao dám ăn bánh mì đó. Được rồi, đứng yên. Thôi bây giờ nè, không có nói nhiều nữa. Bà đó, bây giờ bà vô bánh xe đi, bà vô thẳng ở trong luôn á. Bà coi ông khách nào á mà khù khù khờ khờ, cái mặt mà ngu ngu á, bà lôi vô đây, nghe chưa? Nhớ đi, nghe chưa? Rồi ra đi. Ê mình ư, có khách trai trẻ đẹp luôn, để rèm rèm đón. Quay cái gì vậy? Bà làm gì vậy? Đi ra đón khách chứ. Đi lại coi. Cái gì vậy? Hả? Tướng mà đi ra ngoài mà giật đồ hay sao vậy? Đi cho thùy mị nết na dịu dàng lên coi. Không, mình đi thì... nhẹ nhàng. Đi, mình đi thùy mị nết na. Thùy mị nết na nhẹ nhàng. Đi nhanh lên. Ủa, phải không? Đi nhanh lên. Trời ơi, không phải nói. Thôi thôi. Mời trai trẻ đẹp, đô con bụng xấu cục vô đây. Hey, hey. Anh ơi, có khách hey, là hey. Anh ơi, dạ mời anh ngồi. Đỡ đấy em bốc vác cho. Đỡ đó, anh đỡ. Cái này quý lắm á. Không, quý giá gì em báo vợ cho anh được rồi. Được rồi. Dạ. Cẩn thận giùm nha. Dạ anh, dạ. Lần đầu tiên cho phép vợ chồng em gửi đến bác lời chào thân ái và trân trọng nhất. Vỗ tay. Dạ bác. Dạ. Lần đầu tiên xin mời bác ngồi. Dạ, không, phan. Ngầu, đỡ em. Không, mà bắt ngầu ghế này đi. Làm vậy? Đỡ á. Rồi. Dạ, tại ghế nó bụi quá, con chùi cho nó sạch á. Bắt ngầu, dạ anh ngầu đi. Màu đâu? Dạ. Làm liền một ổ bánh mì. Dạ bác ơi, bác ăn bánh mì đúng không? Quán của con có rất nhiều loại bánh mì. Bánh mì không, bánh mì chả, bánh mì xăm bông, bánh mì pate, bánh mì chả lụa. Bánh mì nào cũng có, thôi bác ăn bánh mì thập cẩm đi cho nó ngon nha. Anh ơi, anh ăn gì? Dạ cho ổ bánh mì thịt thôi. Dạ, đâu, cho ổ bánh mì thịt thôi. Rồi dạ. Rồi anh... Em ơi, phục vụ nước suối nha. Đâu, nước suối nha. Nước, chả đâu. Rồi. Chả. Đâu khăn lạnh đâu. Đây. Đâu, ông nhớ lấy thịt thêm nghe chưa ông? Rồi, yên tâm.
Anh ơi, anh ăn anh xài khăn lạnh nha. Đây. À. Dạ. Khỏi khỏi, tôi mua bánh mì thôi. Không, bánh mì mình phải có cái khăn lạnh chứ. Mình phải... Cái này có tính tiền không? Không, thì bác cứ xài đi. Trời ơi, ba cái chuyện này chuyện nhỏ mà. Trời ơi. Dạ. Bánh mì ở đây á, cái nhu cầu phục vụ khách là dùng rau tư nhiều cho ăn nó xanh ngực. Rồi. Dạ. Đây là bánh mì thập cẩm của quán con. Dạ. Ăn một ổ, bổ cả ngày. Nha. Bác ăn đi. Dạ. Ăn đi. Dạ dạ, thôi để tôi, tôi đem lên xe tôi ăn được rồi. Không, 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 không. Anh phải ngồi đây. Anh ăn để em phục vụ anh tận tình tận nơi. Không, không phải thì chu đáo. Tôi sợ xe nó chạy. Trời ơi, dạ, em ở cái bến xe này nhưng năm này em rành lắm. Để đó em lo không có trở xe đâu. Nếu mà trở em cõng bắt ra ngoài cái xe liền. Dạ. 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 Mình ăn mình phải văng đi vài cái mình ăn nó mới ngon nè. Dạ đây. Dạ. Dạ. Đang rành tháng 7 rồi đó. Dạ. Ngon lắm à. Dạ. Trời ơi. Nhà. Cái gì vậy? Nước bia. Uống cho người nó phế. Dạ. Cứ là phải đổ trên đầu vậy á. Dạ dạ. Cái quán đây cái xì tai phục vụ nó vậy. Cầu nguyện lại không? Dạ. Lại không? Thôi thôi thôi. Tổng thọ. Dạ. Bánh mì con năm sau mà. Dạ. Rồi. Em ơi. Dạ. Xa cho bác đi. Rau. Được rồi. Dạ, trời ơi, cái quán này lạ ghê. Còn đây nữa. Dạ, uống hả? Dạ, anh uống nước đi anh. Có em phục vụ kế bên nữa. Dạ. Để em đấm bóp cho anh. Dạ, hôm nay thời tiết nóng quá. Dạ, anh ăn. Ủa dạ, gì mài dao chi cho nọ? Dạ, mài dao rồi chuẩn bị sắt chả. Sắt chả. Ai mà lãng quản tôi sắt người đó luôn. Dạ, không. Thôi, nè. Cái gì vậy? Ồ, sắt thiệt. Sắt thiệt luôn. Dạ, lần đầu tiên, con xin nói với bác luôn. Dạ. Tiệm bánh mì của con phục vụ uống nè, rồi ăn nè, rồi ngoài ra thì tụi con còn có phục vụ ca múa nhạc. Có ca múa nhạc luôn. Ca múa nhạc nữa. Dạ, dạ. Có ca múa nhạc. Do tiếng hát của nữ ca sĩ Thị Nga. Dạ. Con là Nga Mì. À, biệt danh của con Nga Mì là tại sao? Tại tiệm con bán bánh mì nên tên của con là Nga Mì. Dạ, hôm nay để kỷ niệm. Khoan nè. Dạ, sẵn rồi, bữa nay luôn rồi, như cho bác ăn buffet luôn. À, buffet luôn. Không. Buffet luôn. À. Bác biết không, trong cái thời điểm mắc tiền lắm, tôi không có đủ tiền trả đâu. Không có nhiều hết trơn á, đây nè. Trong cái lúc mà con ngồi hát, bác cứ ăn mấy cái này, ăn chơi, uống bia cho vui thôi. Rồi bác bình tĩnh nha, nghe con hát nha. Rồi. Dạ, hôm nay để kỷ niệm mà ngày bác đến đây, quán rất là đông vui. Dạ, đông lắm, đông quá trời đông. Có hai tụi con với lại bác. Dạ, con xin gửi tặng bác một cái bài để kỷ niệm cái ngày hôm nay. Ngày hôm nay rất là vui. Đó là bài hát Mét Nè Che Che Che. Dạ. Tôi thấy là cái hình như nó cái hát điên đường còn nhạc nó nẻo nẻo. Dạ. Bác, hôm nay bác ở đây ăn vui, con sẽ phục vụ văn nghệ cho bác với một tiết mục múa cô. Hay quá. Sao cô múa cột với múa khỉ vậy? Dạ. Tại vì múa khỉ với múa cột nó cũng na ná giống nhau. Kiểu gì cũng phải đu cái dạ, cột để múa. Á! Ây da! Cái gì vậy? Kiến lửa nó bò trong người trong ơi. Chết rồi. Để em cởi áo ra, cởi quần ra. Thôi, được rồi. Cảm ơn nha. Thôi bây giờ tới giờ xe chạy rồi tôi phải đi. Bây giờ tính tiền đi, ổ bị tôi nhiêu vậy? Khoan, từ từ. Tính tiền kìa. Công nhận nha, cứ mỗi lần mà muốn khách đi là em đòi cởi quần áo gì kiến lửa khắn là khách bỏ đi liền. Mình bà quá bệnh rồi kìa, tính tiền đi. Rau ổ mì... Bán đợi xíu nha, để vô con ghi quá đơn. 30 ngàn. Cái gì? Ổ bánh mì thịt đặc biệt 30 ngàn. Sao? Tôi muốn ăn ổ mì 10 ngàn của đây đấy nè. Dạ, 10 ngàn là cái ổ không, còn 30 là có thịt có rau luôn. Dạ. Bánh mì không mà 10 ngàn. Dạ. Bánh mì không là 10 ngàn ở bến xe mà bác. Rồi xe được, xong được, mà được rồi. Dạ. Đây. Bao nhiêu? 30 ngàn hả? Dạ,
30 ngàn. Hơi mắc thôi nha. Sao mắc hoài vậy? Mấy cái dưới quê tôi bán có 5 ngàn ngổ bánh mì trang á. 5 ngàn mà ông về dưới quê ông ăn nha. Cái này ăn bánh mì Sài Gòn mà ông làm vậy ông ấy vậy. Rồi 30 ngàn mà còn trả vé nữa. Thôi tiền tôi đi. Em ơi. Cái gì anh ơi? Cái tiền bánh mì á em tính cho bác chưa? Rau bao nhiêu vậy? Tính rẻ rẻ thôi nghe chưa? 30 ngàn. Chút nữa mình sẽ thối lại cho bác 20 ngàn rau. Nghe chưa? Làm ăn phải đàng hoàng. Dạ. Con là con không có thích làm ăn mà cái kiểu mà chặt chém kiểu đó. Đúng không em? Đúng không? 30 ngàn đúng không? Rau. Thối bác lại 20 ngàn liền. Rau. Nghe chưa? Con người anh là sòng phẳng. Đây, thối bác lại 20 ngàn. Rồi. Đàng hoàng. Ha. Dạ. Ưu tiên ha. Dạ. Rau. Nhưng đó là tiền ổ bánh mì bác à? Ừ. Còn tiền dịch vụ khác, vui lòng bác thanh toán giùm cho con. Ủa? Tổng cộng luôn. Bánh mì và dịch vụ luôn. Dạ, 1,5 triệu. Cái gì? Bánh mì là trẻ rồi, còn mấy cái dịch vụ lặt vặt nãy nè. Ăn lạnh, 1,5 triệu. Mua, bia. Hồi nãy rõ ràng là cậu đó có nói là mấy cái này là miễn phí mà. Trời ơi, bác nói cái gì vẫn chơi bác. Buôn bán trời, tụi con cực khổ quá trời luôn. Trưng bày ra vậy mà bác ăn quá trời, ăn ngập bản họng luôn. Mà làm gì mà có chuyện phi trời. Cô ơi, rõ ràng là miễn phí tôi mới ăn chứ tôi đâu có đói bụng dữ vậy đâu, tôi mua bánh mì thôi mà. Thôi bác à. Bác này bắt dẫn bây giờ à. Thôi tránh ra đi em, để anh nói chuyện đàng hoàng với bác. Con là con không thích làm nói chuyện với người lớn mà quát tháo kiểu đó. Mình nói chuyện với người lớn mà mình quát tháo, người ta nói mình như vậy là không học, thấy không? Mà con là người đàng hoàng, con buôn bán là có đạo đức, thấy không? Con nói cho bác nghe, trên đời này không ai cho không ai một cái gì cả. Bây giờ bác tính sao đây? Giờ 1,5 triệu bác có không? 1,5 triệu đây. Nói thiệt với cô cậu là tôi chỉ có 50 này thôi đó. Tôi dưới quê lên mà. Bây giờ sao? Giờ bác muốn sao? Bác muốn sao? Bác muốn sao? Hay là gì đi? Nếu bác không có 1,5 triệu thôi bác để lại cái ngón chân cái bác đi. Đâu à, xin tăng tỷ mà. Không, đừng. Ai mà ông ác vậy ông? À. Đi mà bắt người mà cắt cái ngón chân cái. Đồ cái thứ ác độc không à. Ủa? Bác. Con xin lỗi bác, chồng con nó hư dữ. Con là con không cắt ngón chân cái bác. Con thẻo thịt bác không? Con thẻo á. Con thẻo thịt. Thẻo hả? Con thẻo. Ở dưới tôi ta nói là cắt thịt. À, coi như là thẻo không thích chơi cắt luôn. Bỏ ra ra đưa đây tôi két luôn. Không, cắt là cắt chả lụa. Cứ dùng cái từ thẻo thôi anh. Thẻo. Thẻo nó văn học lắm. Cô, tôi đang nghĩ cô mà. Thôi bây giờ vậy nè. Không mấy tôi không có tiền, tôi để lại cái túi đồ này cho cô nè. Rồi, vậy cũng được đi. Quyết định vậy đi. Anh, không có tiền mình có túi đồ này em thấy nặng nề. Thôi rồi. Thấy bác cũng là người đàng hoàng, cũng là người chân chất nhà quê. Tôi cũng nhà quê rồi mới lên đây thôi. Bây giờ bác để lại cái bộ đồ nữa không? Em ơi. Hả? Trong cái giỏ này biết đâu cũng ổn, cũng bộn, thấy không? Thường dài dài. Nặng quá trời qua đất luôn mà. Quá trời luôn nè. Trời, cái gì đây? Nguyên một bịch ni lông. Trời ơi, quá trời. Trời, cái gì đây? Cái gì đây? Nữa, lại một cái hộp nhựa. Trời ơi. Trời, cái gì đây? Đồ giày thú quá. Hết rồi. Đồ giày thú quá kìa trời. Dạ, đồ giày này 3 tháng rồi. Ê, ê, tôi thấy rồi. Trời ơi, có nè. Đây. Cái gì vậy? Một chai thuốc trừ sâu. Không à. Lấy chai thuốc trừ sâu làm gì? Thì đem vô. Không có nhiều đó. Sử không vậy thôi. Mấy cái đồ này á, đem về làm gì ha? Bây giờ sao? Bây giờ bác không sợ con phải không? Nga mày. Dạ. Lập tức biểu diễn võ thuật cho ông coi. Sợ chưa? Chưa. Ủa sao vậy? Bà đánh gì? Sao ta sợ? Mệt quá, dẹp đi. Muốn quá trời muốn mà. Bán lên đây. Bán lên đây. Thôi bà tha tôi đi mà, của cậu. Tôi không có đánh võ. Trói ông lại. Thôi mà cậu. Ngồi xuống. Đang nghỉ mà. Dừng đi. Hai người dừng lại đi. Trời ơi. Hai người dừng lại đi. Bác nó làm gì vậy? Trễ xe rồi. Đi ra. Không đi được con ơi. Đi ra. Không đi được. Mấy người này không cho bác đi. Đứng yên. Không được đi đâu hết. Bác này vô đây ăn quán tôi, restaurant bánh mì của tôi mà là thiếu 1,5 triệu. Bác phải trả cái đủ cái số tiền rồi bác mới được đi. Đây, anh coi đi. Số tiền 1,5 triệu. Cái gì vậy? Bây giờ anh... À, anh là người thân của ổng đúng không? Không, tôi với ông này không có thân. Nhưng mà tại nãy mua vé chung có nói chuyện rồi biết. Nhưng mà đi chung chuyến xe bây giờ trễ rồi, đi lẹ đó chú. Nè, đứng đó. Muốn đi thì bỏ lại 1,5 triệu. Muốn đi thì bỏ lại 1,5 triệu. Làm anh hùng đúng không? À, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì. Cái gì? Mỹ nhân nào đây? Ở đây mỹ nhân nào? Ổng đó.
bác là mỹ nhân à? Phải không? Không. Không hiểu mà. Thôi vậy nè, hai người nãy giờ tôi thấy ngoài kia rồi, bác ăn ổ bánh mì làm gì tính 1,5 triệu dữ vậy? Tha cho ông bác không đi xe, trễ xe rồi. Anh không có ở trong cái cuộc này nên anh không có hiểu được cái chuyện của tụi tôi. Đúng vậy. Tụi tôi đã lao lực cực khổ, tôi massage cho bác nè, tôi mua lửa nè, tôi mua cột nè, rồi thậm chí tôi còn quỳ xuống để tôi phục vụ, rồi chồng tôi phải đưa nguyên cái đầu của chồng tôi để dâng bia dâng rượu cho ông, mà ông còn quỵt tiền của tôi. Bây giờ không có nhiều đó. Thôi mà mấy anh chị bình tĩnh nghe em nói đi, mấy đó thiệt ra em biết hết rồi, mấy chiêu trò mấy anh chị tội nghiệp, tha cho bác đi, còn cái này. Ê! À, mày dám chống đối với tụi tao đúng không? Giờ không nói nhiều nữa. Mày không nói nhiều mày nữa. Mày biết tao là ai không? Tao là ai mày biết không? Bán bánh mì. Đúng, tao là bán bánh mì. Đồng thời tao là ai mày biết không? Chồng của bà này. Đúng, cái này nó chính xác em ơi, chính xác. Hay quá, hay quá. Nè, chưa, tao cho mày biết nha. Tao là giang hồ gốc ở tại bến xe này. Mày vô bến xe Liên Tỉnh, mày hỏi tao đi. Mày hỏi tên tao đi, người nào cũng biết. Mày vô tới đây là mày vô đúng cái ổ tụi tao rồi, mày không ra được nữa đâu. Mày trả tiền 1,5 triệu tao. Còn mà không, mày bỏ mạng ở đây. Đúng rồi, trả tiền đây. Con ơi, con ơi, hay là mình... Thôi thì giờ vậy. Thôi giờ thì có qua cũng có lại thôi, chứ giờ biết sao giờ. Đại bàng. Trời ơi, mình đụng giang hồ thứ thiệt rồi. Giang hồ thứ dữ hả? Chạy lên ơi. Dạ, chạy. Rồi mình chạy luôn bác ơi. Mình chạy luôn. Cái này hồi nãy giờ con vẽ. Chạy đi. Bệnh chút ơi. Sao? Ngồi có phân nửa nè. Xích bệnh. Ông mập quá, ông ngồi ông lấn tôi ngồi có phân nửa hồi nãy giờ rồi. Ông làm nó ốm dữ lắm. Cái bụng có nhỏ xíu à, tôi với ông ngồi về nó chiếm hết trơn hết trọi à. Mà cái bụng này bữa nay là quan trọng, thấy không? Hoàng tử biểu đem cái bụng để đây nè, rồi mới gọi dân làng vô đây để mà thử cái dài, thử cái hài gì đó. Danh sách coi là coi đủ chưa? Đầy đủ rồi. 4 người tất cả phải không? Này ngoại giám. Dạ, có thật. Nội giám. Dạ. Cuộc thi thử hài đã bắt đầu được chưa? Dạ thưa bắt đầu, chúng thần đã sẵn sàng rồi thưa hoàng tử. Đây là chiếc hài mà ta đã nhặt được lúc đi thử ngoạn. Nếu quả thật đây là do ông tơ bà Nguyệt khiến xui, ai mang dừa chiếc hài này sẽ là vợ của hoàng tử. Dạ biết rồi. Dạ nhớ rồi. Nội giám ngoại giám. Dạ. Hãy cho bắt đầu cuộc thử hài đi nhé. Dạ. Cuộc thử hài bắt đầu. Dạ, bắt đầu. Đưa đây. Ung thì cái gì vậy? Họ giờ họ ung không? Làm gì có họ ung? Ung nè. Ưng ông ơi. Ưng. Ưng thì trốn vợ. Cái gì vậy? Trời ơi, người đi thi thử hài toàn là phụ nữ mà. Làm gì có trốn vợ ở trong này ông nội. Ông cứ cãi, ông cứ ghi, tôi quậy, ông không biết cái gì. Đập đi. Ưng thị tròn gió. Trời đất ơi, bỏ giống tầm bay tầm bạc. Ưng thị tròn gió. Trời ơi, cái này mạnh mẽ quá, chắc là lớn lắm. Tròn gió mà. To con lắm mới tròn gió, ông thấy không? Ừ lắm. Ui ra đi, đâu phải đâu. Trời ơi, tròn gió. Bậy đi, bậy. Đi ra chỗ khác. Tao kêu tròn gió mà dẹp ném vô đây chi. Tròn gió nè. Cái gì con? Tròn gió. Ưng thị tròn gió. Trời ơi, tròn gió mà dẹp ném không ơi. Nè. Hả? Vô đây lên rồi thử hài đi. Thử hài hả? Thử hài. Thử luôn vậy đó hả? Thử luôn. Vậy lên thử hài ha. Thử này phải không? Hai bạn trẻ. Còn đôi nào khác không? Gì? Một chiếc mộng. Đổi đi. Đổi gì có một chiếc mộng thôi. Má không có dừa. Suy nghĩ sao vậy, một chiếc mộng đây hả? Ừ.
buôn bán gì kỳ vậy trời hả? Nghĩ sao vậy, buôn bán gì có một chiếc hài một đâu sao người ta lựa? Buôn bán thì ta phải ra nhiều kiểu, nhiều size, nhiều số đâu, nhiều lớn có, nhỏ có, đã người ta mang được chứ tự nhiên có một chiếc một về làm sao chọn lựa? Đứng đi, đừng ăn nói bậy bạ. Đây là cuộc thử hài để hoàng tử chọn vợ chứ không phải là vô đây rồi ăn nói điên khùng gì nữa chứ. Thử vừa không vừa tôi đi ra để cho người khác thử. Thử hài chọn vợ hả? Chứ sao? Chứ không phải chỗ này bán hài hả? Đi ra khỏi chỗ này cho mày. Đi. Không được thôi, tôi đi về làm gì vậy? Về nhà chồng tôi cũng có mai hài này cho tôi vậy, mắc mớ gì phải vô đi thử? Đây quá. Đi ra khỏi chỗ này. Cái gì vậy? Tôi gồng với nó tôi mệt quá. Trần Thị Bé. Trần Thị Bé. Trời đất ơi. Biết mà. Kêu ra. Bây giờ mà không có là thì kêu người khác đó nha. Hả? Trời ơi. Bé ở đây hả? Sao bé dữ vậy ông? Đâu vậy nè? Đâu đây? Đứng người ta xô đẩy con vô đây hả? Rồi à... Vậy má con đâu? Ai biết. Cái gì? Vậy rồi con đi với ai tới đây? Con đi với má. Má con hiện giờ ở đâu? Ai biết. Con đi với má con đến đây phải không? Ai biết. Người ta đẩy, người ta lấn rồi kia con dân vô đây phải không? Ai biết. Trời đất. Hỏi ai biết rồi sao mà trả lời. Bây giờ nó ai biết hoài rồi tự nhiên rồi cứ vô đây. Bây giờ ông kêu cơ. Xíu ơi. Xíu. Trời ơi. Xíu ơi xíu. Ây da. Ủa. Cái này thì... Ôi. Con. Trời ơi con. Trời ơi con tôi. Trời ơi con có sao không con? Con có sao không con? Hả? Hả? Con. Nè. Cô kia. Cô là ai mà đường đột xông vô vậy? Hả? Hả? Vô đây có chuyện gì? Chưa kêu tên mà. Dạ, em là Trần Thị Bé. Em má bé này. Trần Thị Bé hả? Dạ, em bé này thử hài. Tức quá hả? Chị em thử hài đi. Chị em thử hài. Không chạy nữa. Dạ, cho em thử hài đi. Thử hài hả? Dạ. Thử hài à? Không biết có được không? Thử đi, mệt quá rồi. Qua thử coi thử đi. Đỡ gì nổi. Cái gì vậy? Ây da, trời đất ơi, dập bẻ cái ngón cái rồi. Đúng đây đi. Trời té, đất nó ơi. Ngón cái là dẹp lép như con tép đó. Đôi hài gì có chút xíu. Ai mà thử. Không vừa phải không? Không có vừa, khổ quá. Không vừa thì đi ra, để người khác vô thử. Mệt quá. Chế, em nói chế nhẹ. Em không vừa thôi. Con em vừa. Con, lên thử liền cho má con. Con mà thử vừa một cái, má là má hoàng tử. Vô y luôn. Rộng quá. Qua đây. Đây. Đây không phải là chỗ để đùa giỡn nghe chưa. Vào đây là thử hài để chọn lựa vợ cho hoàng tử, chứ không phải nơi đây là cái chỗ mà muốn đến giỡn lúc nào cũng được. Đi ra ra khỏi đây hay là để tôi kêu quân lính bắt giam vào ngục hả? Hoàng tử thôi mà, làm ghê vậy. Không gì hoàng tử chứ không gì lương phản tôi bỏ rồi đó. Mệt quá tự hết nổi rồi. Cái gì đâu mà tôi vô cái gì đâu ông ghi tên sao mà tôi không à. Đây là trộn dữ lắm mới có còn bao nhiêu đây đó ông, khó chịu quá. Công tằng tôn nữ Tạ Thị Quỳnh Hoa Lá Liệu. Nãy giờ mới thấy con người đàng hoàng. Mệt quá rồi. Nhưng xa xa thấy cái dáng phì mị đó. Đoàn trang. Liễu phải không? Phải Liễu không? Dạ. Ủa? Sao cái giọng giống thằng ông vậy? Phải Liễu không? Ừ. Phải Liễu không? Hả? Trời ơi. Chính em. Ừ, thì bà nhìn tôi hay bà nhìn ông vậy? Không biết nữa. Liễu nè.
Liệu cô Liễu có biết hôm nay đến đây với mục đích gì không? Dạ, đến đây để thử hài làm vợ của hoàng tử. Mà thử dài này không có vừa, hiểu chưa? Rồi bấm quay rồi. Làng này bây giờ cũng không còn phụ nữ nào đẹp hay sao? Cho mời Bùi Thị Cám, làng ăn hưởng. Làng ăn lãng. Dạ. Cái hơi trong trẻo này khoảng chừng 16 tuổi ông ha. Không có đâu, chắc 17. Dạ, em xin tự giới thiệu với hai anh. Em là người đẹp nhất làng em. Năm nay em vừa tròn 53 tuổi. Dạ, em đến đây để thử hài à. Thử hài à? Dạ. Thứ hai à? Thứ hai đâu có phân biệt tuổi tác, đâu có phân biệt già trẻ bé lớn, đúng không hai anh? À, đúng không? Rồi. Nhưng mà điều má lớn quá làm sao đây? Hả? Dạ. Anh ơi, cho em thử hài đi. Bùi Thị Cám là ai? Dạ, Bùi Thị Cám là con em. Vậy bà vô đây làm cái gì? Dạ, vô đây để theo hầu con em. Dạ. Thì con gái vô đây thử hài. À. Bà đừng có đùa giỡn với chúng tôi, hiểu chưa? Dạ. Thì giờ. Dạ, Bùi Thị xin lỗi hai anh à. Con gái. Cái này mới đúng cái hơi nãy nè. Nãy giờ mẹ đi đâu vậy? Mẹ vô đây để mẹ dò đường cho con. Sẵn tiện mẹ lót đường cho con hết trơn rồi đây nè. Bà bắt cái gì? Vàng. Đây nè, giữ đi. Đồi ơi, làm ơn cho con gái tôi làm vợ của hoàng tử luôn nha. Cảm ơn hai người đã đồng ý. Cầm đi. Bà như bà này. Ông muốn ở tù hả? Ở tù hả? Gì? Ông hối lộ hả? Không có được. Đây là thứ hai là vợ của hoàng tử. Thứ vừa thì mới là vợ. Thứ không vừa sao? Chừng nào thử vừa mình mới lấy, hiểu không? Ôi, không còn thử mà vẫn làm vợ của hoàng tử thì ghê. Cứ nhận đi mà con ơi. Trả lại, mua lấy. Trời ơi, tức quá đi. Tôi cầm thôi. Dạ, em á mới là Bùi Thị Cám. Chứ cái chị này á, không phải Bùi Thị Cám. Dạ. Em á, vô đây thử hài. Dạ. Chứ cái chị này á, không phải thử hài. Wow. Biết chưa? Xin lỗi hai anh nha. Cám, qua đây với mẹ. Con gái, nghe mẹ hỏi nè. Con nghĩ là hoàng tử thấy con, hoàng tử sẽ làm sao ha? Hoàng tử mà thấy con á, chắc chắn là điên đảo tâm hồn, như là lạc bước thiên thai. Thấy con mắt này, trong cung tuyển thuê sao xui thấy ghê, trông thấy bà chàng hết mê. Cô kia ở đâu chui vô ở đây, sao lánh nơi này cho mau. Trông sâu quá mà dáng trèo cao, động đa động đảnh xí soạn tào lao. Ai xấu xô lắm mới chọn bà làm con. Nào ngon nhào vô, chọc đến con của bà. Cho biết tay của bà giỏi không nhào vô, quéo cộm. Hoàng tử nhìn qua đây cái đời. Hoàng tử nhòm đi đâu vậy? Hoàng tử ơi, thiếp là nhụy hoa hé nở giữa mùa. Lúc trời gặp sấm sét, ai thấy em cũng đều la hét. Sao chàng nhìn cám chẳng sủng rồi, không thốt lời khen ngợi dai nhưng chẳng lẽ cám tuyệt trần dữ vậy sao ta? Nội giám à, nơi tuyến thê phải thật là nghiêm ngặt, sao để cho người tử vào ra truyền lệnh ngay. Ai đến thử hài, nếu vừa sẽ nhận chức dương phi. Dạ, có nè,
thử đi con. Bây giờ con thử nha mẹ. Thử đi, thử mẹ giúp con nha mẹ. Thử cho con cớ thôi mà mẹ. Là vừa chắc được con mẹ. Vừa rồi nè. Nó vừa được nha mẹ. Chừng bự quá mà. Trời ơi, cái đôi hài gì mai hạn chế ghê à. Thôi được rồi con tránh ra đi. Mẹ sẽ vớt lại đời con. Mẹ sẽ hy sinh lấy hoàng tử khi mà mẹ mang vừa chiếc hài này. Là sao? Trời ơi, vừa rồi, cái gót vừa rồi. Đập đập, cái gót vừa. Cái gót vừa mang dầm gì hả? Dạ, cái gót vừa, không cần mang vô, mà cái gót vừa rồi kìa. Bước xuống, đây là chỗ để cho bà đùa vậy. Không có, vừa. Dài người ta mang vô, bà ở trên bà đè xuống hả? Nhưng mà vừa cái gót. Vừa cái gì mà vừa. Thôi đi, bà chán nặng lắm rồi. Hoàng tử vừa. Giật bỏ, giật bỏ cuộc thử hai này đi. Nè, hoàng tử nè kìa. Hoàng tử, cầm lấy vàng đi. Giờ sao? Bây giờ vô nghỉ rồi tuyển lại lần nữa chứ sao giờ. Hơi mệt quá. Chiếc hài của tôi. Gì? Ê, hai chúng ta mệt dữ lắm rồi, đừng vô đây đùa giỡn nữa nha. Hoàng tử ra lệnh chúng tôi là phải đàng hoàng, là phải nhẹ nhàng với tất cả mọi người. Chúng tôi đã hết sức chịu đựng rồi, không giỡn nữa. Không, tôi đến đây là để tìm lại chiếc hài của tôi mà. Chiếc hài nó của hoàng tử chứ gì của cô. Của tôi. Đây nè. Ủa? Ủa xin lỗi. Xin đôi à? Đôi dài, đâu dài chúng ta xin đôi vậy ông? Y là giống á, giống quá. Ô, hình như đôi dài này là của cô hả? Đâu cô thử vào thử coi. Cô thử thử coi. Nếu được là đỡ cho anh em chúng tôi lắm đó. Ô, chị hai có chủ rồi. Ông tử ơi, chiếc hài đã có chủ rồi. Hoàng tử ơi, hoàng tử ơi, xin mời hoàng tử. Chiếc hài đã có chủ rồi hoàng tử ơi. Đã có chủ rồi, có người mang vừa chiếc hài rồi. Ôi, mỹ nhân, nàng ơi, nàng tên là gì? Dạ, em tên là Tấm. Tấm xong rồi tấm xịn. Bà Duy Quầy đánh vô đầu hồi mất đầu là tắm máu luôn bây giờ. Nàng ơi, ta mời nàng ngồi. Dạ. Ngồi đi mà. Dạ. Tắm mà, hoàng tử này hiền lắm. Lời đất nước trăm năm vàng đá để cho nàng tin tưởng ở lòng. Mai này ta sẽ thưa lại với hoàng gia để cho ngài cử hành hôn lễ. Nếu thẹn lòng vui không xiết kề, một lời như ánh nắng buổi bình. Mong cho đôi ta mãi mãi giữ chặt mối duyên tình như cây liền cành trăm năm, nhưng lại thấy ngại ngùng cho kinh qua đào thôn già. Lòng hân hoan.
như điện ngọc cung loan, xin khẩn nguyện cùng hoàng thiên hộ thổ thề minh chứng cho lòng ta trao về ai đó. Từ buổi hôm nay và ngàn năm sau nữa, lòng mãi không quên những lời vàng đá. Có lẽ trời cao sắp bày từ muôn kiếp trước, nàng ơi đến đây mà nghe ta nói. Ta nói nàng nghe, duyên của đôi ta là do trời sắp đặt cho ta được gặp người ngọc giữa cung vàng. Thực tại là đây hay chỉ là trong giấc mộng mơ màng, giai nhân xuất hiện với mình à, giống ngọc tuy có ẩn mình trong lớp áo thôn trang. Tình nghĩa của ta là như thế đó, xin nàng chớ để già hoài nghi. Ta chờ nàng quay về dưới thanh nhàn đồng quê. Nàng ơi đừng nghĩ đến câu sáng ngàn đôi ngã rồi tự ti mặc cảm giả đo lường. Nghĩa thủy chung là đạo trọng can thường, đem so sánh với bần dân và quê nữ, trọng sắc tình là tục tử phàm phu. Nàng ơi hoàng tử này không phải là kẻ dại ngu, mà chỉ biết cô hiền như và chân thật, tầm thường quá với dung nhan vật chất, lòng quý yêu cái đẹp của tâm hồn. Nhân ngọc trao tay là niềm tin của hoàng tử, trọn chung tình nàng do dễ mà chi. Tấm lòng son sắc gắn ghi với hòa hôn lễ lời về trăm năm. Chung đồng kết môi tơ loan, muôn thú minh sang trọn đời. Công nhận nghe ta nói nha, mấy cô này loi nhoi thiệt luôn vậy đó. Ôi như vậy là anh ví em là cô Tắm hả? Anh ví em là chim vàng anh dễ thương hả? Anh ví em là trái thị của nàng Tắm dịu hiền phải không? Em đừng làm cho trẻ em ấn tượng xấu về những câu chuyện cổ tích. Rồi em nghĩ sao em nàng Tắm là chim vàng anh? Theo anh đó, nếu mà được á, em phải là Chằng Tinh hay là Mãng Xà Hà gì đó đó. Tại vì anh nói trong chuyện Tắm Cám không có nha, chỉ có Thạch Sanh Lý Thông mới có, chứ nếu không là anh mời em làm Mãng Xà đó. Anh kỳ cục quá, em không làm Mãng Xà đâu. Nếu mà làm rắn thì em làm Thanh Xà hay Bạch Xà gì cũng được. Thôi đi, nếu mà tự nhiên ví von em như Thanh Xà Bạch Xà thì tội nghiệp cho Thanh Xà Bạch Xà, em làm có được đâu. Trời ơi, em nói là được mà. Thôi em không có được. Em nói là được. Không có được mà. Coi em làm nè. Xin mời quý vị cùng đến với nhạc cảnh Thanh Xà Bạch Xà.
Nhớ lại. Tách ra ta mới ra. Xin chào bà. Ta không phải là bà. Ờ, chào ông. Ta cũng không phải là ông. Vậy tôi phải kêu bằng gì? Gọi chung là ông bà. Dạ, chào ông bà. Vô duyên. Ông bà chưa nói gì mà đứng lại. Ủa, tôi đâu quen biết gì ông bà. Ông bà là ai? Ta là ai à? Nghe ta giới thiệu sẽ hết hồn. Ta chính là Thủy Ưng Đại Pháp. Thủy Ưng Đại Pháp? Không hiểu. Hứa tiên ăn học cho dữ mà không hiểu Thúy Ưng là gì. Đứng yên người ta giải thích. Ưng chính là một con chim ưng. Cái này là con vịt rồi mấy chị. Con chim nó khác. Mừng lại Thúy Ưng. Ưng tu luyện 200 gữ năm và trở thành người được đặt tên là con bé Thúy. Chào bé Thúy. Đứng lại. Lại vô duyên. Sao vậy? Chuyện gì? Ngươi có biết là trong người ngươi đầy xà khí. Xà khí? Phải. Bé Thúy, ta chỉ nghe là có âm khí, dương khí, cùng lắm là vũ khí. Ở đâu ra xà khí? Thời nay là thời bình, làm gì có vũ khí. Người ngươi đầy xà khí. Xà khí gì? Ta không hiểu. Bây giờ mới là điều quan trọng. Hiện nay có phải là Hứa tiên sinh đang sinh sống với hai con nữ? Đúng vậy, đó chính là nương tử và em gái của cô ấy. Nương tử có phải là một con nhỏ trắng như bông bự? Đúng vậy. Còn em của nó có phải là một con nhỏ xanh như đít nhái? Là màu xanh đây nè. Đúng vậy. Thì hai sao? Hai con đó là hai con xà tinh tu luyện ngàn năm. Nó xuống trần để nó hại nhà ngươi. Nói bậy, ta không tin. Bậy à? Anh Tiên nói anh Tiên nghe. Nhiều khi á, anh Tiên học quá, anh Tiên không có để ý mấy cái chuyện mà động vật học, sinh vật học. Con rắn nó tu thành người được. Con chị tu ngàn năm, con em tu 500 năm. Đúng. Trời ơi, ở chung với nó là nó hút hết sinh khí của tiên sinh. Không, ta không tin. Không tin. Cảm ơn muội. Chuyện gì vậy? Đây, rượu hồng hoàng. Để làm gì? Đem về cho chúng uống ngay dịp Tết Đoan Ngọ. Khi chúng uống xong, nếu chúng có nằm sải lai ra chết, nhớ viết thơ và cột vào chân của chim bồ câu, chuyển phát nhanh, nhớ nickname gửi cho ta, đó là Thúy Ưng, và ta sẽ tức tốc đến ngay. Chúc chàng bảo trọng. Cố gắng lắm mới mang được đôi guốc này. Ta đi đây. Tại sao vậy hả muội? Tại sao bây giờ muội thổi sáo, muội dù răng tới đây làm cái gì? Ôi bà tỷ, tất cả là lỗi của bà tỷ hết. Ngày xưa hai chị em chúng ta vui vẻ, lúc nào cũng bò bên nhau, lúc nào cũng đi săn bên nhau. Vậy mà từ khi bà tỷ yêu chàng Hứa thì bà tỷ bỏ rơi em, bà tỷ không quan tâm đến em nữa. Em buồn quá, thế là em mới dụ rắn đến đây để chơi với em. Em ơi, nhưng mà em dụ mấy con rắn chi? Mà con nào con ấy nó đẹp lộng lẫy hơn hai chị em của mình. Ngu hết sức ngu hà. Làm sao được, tại vì con nào cũng đẹp sẵn rồi. Bây giờ làm sao nó xấu hơn mình được chứ. Chị cười gì vậy? Tại vì nó đẹp hơn chị mắc cười. Chị cười cũng tâm lý ngược quá. Lúc nào chị cũng làm người hết trơn. Tại sao yêu con người làm gì không biết nữa. Nhưng mà Hứa Lan,
chàng ơi. Hứa huynh, tại sao Hứa huynh lạnh nhạt với bà tỷ của muội chứ? Hứa Lan, chàng sao vậy? Chàng có chuyện gì vậy? Hứa Lan, đừng mà Hứa Lan, chuyện gì vậy? Nói em nghe. Từ sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững không như bao ngày. Phải chăng nơi chốn đây để anh vội đến và rồi vội đi? Phải chi anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên, em sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao nào? Muốn gì em sống sao? Anh là ai đi qua chốn này, còn em là ai trong cuộc đời anh đây? Nói đi anh người ơi, vì sao anh nỡ yêu em như vậy? Hứa Lan, đừng uống. Hãy uống đi. Đừng uống, đừng uống. Em uống. Được, em mời uống đi. Chị phải chứng tỏ tình yêu của mình dành cho chàng mà thôi. Em uống cho chàng ta xem đây. Trời ơi, nguy hiểm lắm chị Đằng Âu. Trời ơi, chị đã uống rồi. Chị uống, em uống luôn. Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em dần đứng đây cho anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên, em sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Chốn này còn em là ai trong cuộc đời anh đây? Nói đi anh người ơi, vì sao anh nỡ yêu em như vậy? Tội quá, anh chỉ đến bên em lúc buồn. Vậy những ngày vui anh về nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc say. Vì hết say anh đâu ở đây? Anh là ai qua chốn này, còn em là ai trong cuộc đời anh đây? Nói đi anh người ơi, vì sao anh nỡ yêu em như vậy? Nói đi anh người ơi, vì sao anh nỡ ra đi? Nói đi, anh đi nói đi, tại sao anh ra đi? Tại sao? Tự nhiên nguyên một cái cục màu nhiều quá trời nhiều. Ai gặp ta cũng hỏi ta là ai. Giới thiệu Thúy Ân. Trời. À, Thúy Ân, em của Thúy Mama đi mà. Sai bé. Chúng ta cùng loài với nhau chính là những động vật. Vì ta tu luyện không lại các ngươi nên ta hại các ngươi. Hả? Ta là con người, chúng ta là con người. Hai ngươi là con rắn. Hả? Ta không biết con rắn là con nào hết trơn trời á. Cãi à, đánh nó cho ta. Các em tung trận. Trời quá, ta
ngươi coi phép thuật ai cao hơn. Được. Em đây. Thanh Muội. Dạ. Chị em ta xung trận. Xung trận. Đánh nó trước đi em. Sao vậy? Sao chuyện quá trời là tỷ mà. Mang guốc đánh hổng lại. Trời ơi. Đi mới lộn mà đem mang guốc hả bà nội? Vô. 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 Coi như ta đã thắng. Bây giờ ta có 3 câu hỏi hỏi các ngươi. Trong nhà có củi lửa hay không? Sao tự nhiên đi cà thọt vậy? Nó liền một chiếc cuốc rồi. Trong nhà có củi lửa hay không? Có. Có bột nêm hay không? Có. Có rau và bún ăn kèm hay không? Có. Đưa cái lẩu cho ta. Chứ vậy? Ta sẽ bắt hai người làm thịt. Và đây, rắn hầm xả. Giang ra. Sao nhà ngươi tính làm thịt chị em ta? Tính nấu lẩu chị em ta? Dẹp mộng đi Thúy. Đọc đi. Hai. Hội bảo vệ động vật hoang dã, động vật quý hiếm, cấm săn bắt hái lượm. Mà nếu muốn săn bắt hái lượm thì ngươi có thể mang tội và có thể bị phạt tù 7 năm. Chết ta rồi. Để rút lui. Từ nay ăn một cái kết rất bất ngờ của phiên bản Thanh Xà Bạch Xà hả anh? Anh khoan, gì vậy? Khoan chờ chút. Đang nói chuyện với em. Chờ. Dạ con nghe nè chú. Hả? À chú lên rồi hả? Dạ. Dạ vậy may quá. Dạ thôi chú ngồi đi chờ con xíu nha. Dạ rồi tí con tới liền sắp xong rồi. Dạ. Xin lỗi quý vị nha, anh Định Toàn phân tâm quá. Cái vụ gì vậy anh? Không phải, xin lỗi quý vị. Tại vì anh có hẹn chú anh ở dưới quê lên đây ngồi chờ ở bánh xe miền Tây đó. Anh nói anh ra đón mà dẫn chương trình cái anh quên mất luôn. Nhưng mà cũng may lắm, có người cho chú anh ngồi nhờ, rồi cho uống nước miễn phí nữa. Cho nên yên tâm rồi, dẫn chương trình xong Định Toàn sẽ đi đón chú của mình về. Anh khoan yên tâm đi. Đây vậy? Bởi vì bây giờ thời nay á không có biết thật giả đâu nghe. Nhiều khi người ta thấy chú anh hiền lành á, rồi người ta lừa đó, người ta đánh thuốc mê để mà lấy tài sản của chú anh đó. Cái gì vậy Lê Khánh? Thiệt ra mình có cần mất lòng tin vào con người đến vậy không? Không phải là mất lòng tin mà đề phòng vẫn hơn anh ơi. Bởi vì em đã xem cái tiểu phẩm này rồi, thấy bây giờ người ta lừa nhau dễ dàng lắm. Tiểu phẩm gì? Xin mời quý vị cùng đến với tiểu phẩm Bánh Mì Ôm. Mời. Dạ bây giờ em hãy sao anh? Em đọc cái này hả? Em coi đọc đi. Dạ. Trời ơi, những chiếc vỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? Ủa anh ghi nãy giờ anh ghi bài hát anh. Mày khùng hả mày? Cái khúc trong này mày không cho gây cái bài hát tao đang in, đang đi thi tiếng hát của công chức mà. Trong đó kìa. Anh ơi chắc là bây giờ là cái này được hả anh? Trời, thằng này sao nó hỏi giống dài quá thiệt á. Bây giờ nè, em đừng có hỏi gì nhiều hết, thấy không? Em chỉ biết là bây giờ em đang chạy vô cái chức là trưởng phòng. Dạ, trưởng phòng. Được không? Mà bây giờ em có học gì không? Dạ, học gì là em không có luôn á. Em có bằng gì không? Bằng gì là em không có luôn. Bằng lái xe em còn không có mà. Vậy mà em đòi vô cái chức trưởng phòng. Ba em muốn. Ba em muốn hả? Dạ. Vậy thì cái vụ này chạy hơi bị nặng nha. Nói chung là nó cái kinh phí là nó hơi bị nặng lắm đó nha anh. Bây giờ vậy mình nói vòng chi cũng mệt, không mấy giờ anh nói thẳng một suột đi là bây giờ anh muốn nhiêu, rồi em về em kêu ba em đưa tiền cho em, đưa cho anh luôn. Thôi thì bây giờ vậy nè, trước tiên là anh thì mình làm việc là mình phải đâu ra đó đàng hoàng nguyên tắc. Dạ. Đầu tiên là em sẽ phải anh sẽ phải lo những cái giấy tờ này cho em. Dạ.
đó, lý lịch này nọ với lại này nọ, là những cái mà cái bằng cấp này nọ của em là anh cũng phải chạy trọt nữa, hiểu chưa? Dạ. Chứ bây giờ mày không có bằng cấp gì hết trơn, làm sao mà tao lo cho mày bình thường được? Bởi vì cái vụ của em nó nặng hơn vụ của người ta là vậy đó. Anh nói thẳng cái chuyện giá cả đi, từ nãy giờ anh cũng còn vòng vòng đó. Bây giờ nè, lo hết này là bây giờ em đưa trước anh bao nhiêu để anh chạy? 30%. 30%. Là nhiêu tiền anh? Là 30 triệu. Anh nói cái gì? Anh mới nói cái gì? 30 triệu? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, có phải tôi vừa nghe số 30 triệu? Anh nói chính miệng anh đi, phải 30 triệu không? Ba chục triệu. Sao rẻ quá vậy? Tôi không ngờ chất dưỡng hồng mà bây giờ đưa trước 30% mà 30 triệu. Trời ơi, bà nội cha nó làm hết hồn một día. Trời ơi, vậy mà hôm qua đến giờ ông già của em nói là cái chức này còn khoảng 1 tỷ đó, mà ổng chuẩn bị với em 1,5 tỷ mà, trời ơi. Thật ra là vậy nè Hiếu, em ngồi xuống đây. Dạ. Thật ra là cái giá mà làm nó cầu cả tỷ hơn chứ không phải là ít. Dạ. Nhưng mà tại vì anh thấy em là cái đứa con có hiếu. Dạ. Không muốn cho ba mẹ buồn. Dạ đúng rồi anh, em có hiếu mà em tên Hiền nữa. Ừ. Dạ em có hiếu, nhìn em Hiền Hiền á, người ta hay kêu em là thằng Hiếu mà, từ gì giống Hiền Hiền là giống Hiếu Hiền. À. Bây giờ như vậy nè, nếu mà em đã nói như vậy thì anh sẽ giúp cho em. Với cái giá không phải là cắt cổ mà 1 tỷ đâu. Em mà ra mà em gặp mấy thằng mà chạy mà lơ tơ mơ là nó ăn em còn cả 2-3 tỷ chứ không phải là 1 tỷ nữa. Dạ đúng rồi, chứ có lớn. Thôi thì 30 triệu là đầu tiên là để lót tay cho anh. Cái đó là mình sẽ phải coi như lo người này chút, người kia chút, với lại mấy cái bằng này nọ em phải không? Phải có cái bằng này bằng kia để vô nữa, ví dụ như bằng A, bằng là C tiếng Anh rồi này nọ để vô. Tại em làm trưởng phòng là ít nhất ra em phải có một số bằng. Đầu tiên là phải có cái bằng đại học rồi này nọ em mới có. Anh mấy cái bằng đó anh lo dễ không anh? Thì nói chung là dễ chứ em. Anh lo mẹ có bằng lái luôn được không? Em lái, em có bằng lái. Bây giờ mình nè, mình làm xong này đi rồi mình nói tới bằng lái sao? Dạ. Yeah. Cái bằng lái là cái chuyện rất là dễ, tại vì bằng lái nó rất là rẻ, em hiểu không? Dạ. Yeah. Đó, bây giờ em cứ việc lo cái này cho anh. Em lo cái tiền bạc này nọ đi. Một lời như đinh đóng cột. Một lời như đinh đóng cột. Anh nhưng mà bây giờ em biết là anh một lời như đinh đóng cột rồi. À. Nhiều khi bây giờ anh lấy xà beng anh nhổ ra cũng không chừng. Cho em hỏi một lời thôi. Chắc không? Chắc ăn không? Mày tên gì? Dạ anh tên Hiếu. To con đẹp trai mà được cái vô duyên quá ha. Bây giờ đừng có nói tới nó lui nữa, mày nói hồi tao bị rối ha. Dạ. Thôi bây giờ anh thề cho mày tin nha. Mày thấy cha già kia không? Dạ thấy. Cha già mà áo đỏ kia không? Dạ. Đó, thấy mặt vậy chứ cũng cỡ 70 mấy tuổi rồi đó. 7. À, ông mới có 56 tuổi. 56 hả? Dạ. Sao mặt háp dữ vậy? Em ở sớm này em biết. Đây, thấy gì chứ, tướng tá của bộ còn ngon nha. Dạ. Sức khỏe anh tốt mà. Tao mà nói với mày mà chỉ cần mà tao nói láo cho nó sai lời á, cho ngã cái đùng ra đất đi. Cái gì ông nói? Ồ sao vừa thề có liền vậy anh? Thề cái gì cha già chứ ông mắc cái gì vậy? Ông mắc cái gì mà tự nhiên ông ngồi ông té hả? Ai xô tao vậy? Ai xô vậy? Tôi đang ngồi tự nhiên ai xô té. Nội để cái chởm tóc là thấy ghét rồi. Ủa anh ơi, anh sao vừa thề ổng vậy, là anh nói thiệt hay nói xạo anh? Bây giờ mày tin tao không? Nếu tin thì làm, không tin thì thôi. Dạ em mày tin. Nghĩ tao như vậy nè. Nè tao nói một lời thôi, không bao giờ nói dài dòng. Tướng tao ngắn là tao nói cái gì cũng phải ngắn, không? Bóp 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 bác lấy xong. Được. Không? Tiền tao cho bút, thí dụ giờ tao lường gạt mày. Để nó kêu mày nói mày đưa cho tao hết 100% đi. Còn này tao lấy chi 30% đầu tiên làm gì? Dạ dạ cũng đúng mà, tự nhiên em bây giờ tự nhiên em nghe bóp bóp bác 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 thề té, em cũng bóp bóp bác bác cái em hết cũng tin. Trời ơi tao thiệt mày. Bây giờ vậy nè. Đơn giản một điều thôi, là mày có chịu làm hay không. Còn chứ tao là tao thấy chỗ này là tao hơi bị quê rồi đó. Gì đâu mà uống cà phê gì ít nhất ra đưa cái cà phê. Trời ơi là trời thiệt. Ngồi cái không khí nó buồn, nó chán gì đâu luôn á. Không ấy, mình đi qua quán khác mình bàn được không anh? Đó. Cái đó cái chỗ là nói. Cái chỗ mà mình đi giao dịch này nọ đó. Bây giờ em có đem tiền mặt đây không? Dạ có anh ạ. Bao nhiêu? Dạ rồi, tiền mặt của em thì có khoảng chừng 400 ngàn. Mày đừng có chọc tao nổi nóng đâu mày. Ô, trời ơi. Sao giống anh em quá vậy? Mày nghĩ sao vậy? Nó quê, nó có cái chớp nó quê. Sao mở ra nó cũng vậy vậy? Cái chớp của tôi nhìn là nó mô đen, hiểu không? Nó hiện đại. Nó có chút gì đó mà gọi là xa xỉ phẩm văn hóa chút xíu. Chớp ông giờ cái hèo nàng lạc hậu quá mà. Nè, tao nói cho biết nha.
Bây giờ có tiền thì làm, còn không có tiền thì thôi. 30 triệu đầu tiên đó là rẻ rồi đó. Dạ anh yên tâm đi, em đi ra ngoài quán cà phê mình bàn xong công chuyện cái là em đi vô ngân hàng em rút tiền em đưa cho anh liền. Anh nhưng mà anh nhớ là ghi giùm em cái hóa đơn đỏ nghe. Cái gì? Ghi hóa đơn đỏ về em đưa cho ba em. Tao thiệt nãy giờ tao ứa gan mày dữ lắm nha mày. Mày nghĩ sao mà cái tiền mà lo chạy chọn giấy tờ cho mày mà ghi hóa đơn đỏ hả? Tao cầm 30 triệu mày tao đi chạy vô tao kêu người ta làm cho mày cái bằng này nọ đặng lót tay bằng giả nọ kêu tao ghi hóa đơn đỏ hả? Mượn nội ai ghi cho tao? Đúng rồi, không lẽ cái ghi cái phần lý do thu tao nói là tiền làm bằng giả. Chạy về có một tờ hóa đơn bị bắt nguyên chùm luôn á. Điên cũng vừa phải thôi. Rồi bây giờ nè, giờ đi được chưa? Dạ được anh. Ngồi đây tao thấy mặt cho dài, cái chỏm tóc là tao không ưa rồi. Họ tao vô đây thấy nó nổ vô rồi. Cũng cho hết đi. Về vậy hả? Về bắt tay cái ơi. Nè. Mình bắt kịp được không anh? Tại em sợ mấy anh. Đấy, vậy giờ dứt khoát ra đi phải không? Đi dạ. Qua quán khác uống phải không? Dạ. Tính tiền cà phê đi, tôi có hóa đơn đỏ ở đây nè. Đó, đỏ luôn. Mày cần hóa đơn đỏ mày ấy đi. Đó, tính cà phê. Khỏi cần hóa đơn đỏ, nhìn thấy ổng là thấy đỏ rồi. Trả tiền cà phê đi, có hóa đơn đỏ liền. Em trả hả? Ai trả? Ai trả không được á? Em đâu có kêu đâu, ảnh kêu mà. Thì ai kêu có trả bước ra không ấy thôi à. Ai lo giấy tờ đây mày? Ai lo giấy tờ? Dạ tiền giấy tờ, ba em đưa đủ tiền giấy tờ, không có đưa tiền cà phê. Anh trả tiền cà phê. Mày là thân với ổng không? Dạ. Ký sổ cho tao. Chú ơi, cho con ký sổ đi, rồi xong rồi con nói với ba con đem tiền tới trả cho chú, hứa với chú không cần lấy hóa đơn luôn, nghe chú. Chuyện tiền cà phê thì chú không thành vấn đề với con. Nhưng mà làm ăn gì cẩn thận nghe con. Ổng đi rồi chú ơi, con máy bay chú ơi. Không được nghe con. Dạ con biết rồi. Thời buổi này nó không coi thông tin báo chí, không coi trên đài truyền hình, cảnh giác quá trời quá đất luôn. Mình khả năng sao mình chọn việc làm vậy? Trời quỷ thần. Nói với tôi tuổi con trâu chứ tôi đâu phải tuổi con ngựa đâu. Mà suốt ngày tôi cứ phải chạy tới chạy lui, chạy hết cái này tới chạy cái kia. Vừa lớp thì hả, chạy tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền chợ. Rồi bây giờ phải lo chạy đi đón con nữa chứ trời ơi trời. Mày đi đầu ngõ ra đây người ta nghe rồi. Làm gì mà con gái mà tối ngày càm ràm cái miệng đi ra miệng ống ống vậy? Ôi tôi nói vậy em ơi, tối ngày càm ràm hoài à, kệ nó đi. Hai quán xá gì đâu mà để ly nước gì đổ tùm lum la vậy ông? Tại nãy mấy người vô uống kìa, quậy kìa. Chị Năm uống uống như cũ hả? U như kỹ. Rồi, tiếc uống gì? Giờ là chỉ có rượu mạnh thôi. Mày khùng rồi á. Quán tao đâu có bán rượu đâu. Tự vô đây. Hỏi tao uống gì thì tao nói tao có nhu cầu uống rượu, không có thôi. Mày quạo đâu mày quạo chứ, tự nhiên vô quán tao mày càm ràm đâu. Bây giờ tao hỏi mày uống gì mày nói uống rượu. Không, uống như kỹ luôn. Uống như kỹ á? Con nói với chú nghe, con không tức sao được. Sao tức? Không bực sao được. Con hỏi chú chứ ở nhà con một mình con hà. Tưởng đâu là ha, lo được cái chức vô trong đó cho ổng làm. Tưởng đâu là ở đây là con sẽ được hưởng phước. Mà phước đâu sao con không thấy, con thấy là bây giờ con quạ không hả? Quạ gì? Toàn là quạ tới không à. Đó, bây giờ phải lo chạy tiền nè, trả nợ cho người ta nè. Rồi chạy tiền điện, tiền cơm, tiền nước, tiền nhà, tiền cửa, tiền học cho thằng Tí, đủ thứ tiền. Có một mình con, rồi bây giờ tưởng đâu chủ nhật ổng ở nhà ổng đi đón con, đi lo cho con, ai ngờ đâu không có. Chủ nhật ổng đi đâu mất tiêu, thấy không? Rồi bây giờ thằng nhỏ đi học thêm còn phải lo chạy đi đón nó nè. Tao không biết mày làm phụ nữ nhà để làm gì nữa. Có một chồng hiền lành thật thà vậy là quý rồi. Nó làm bao nhiêu lương nó đều đưa con hết. Rồi thằng nhỏ nó học trường nào cũng được, phải là trường điểm, trường chuyên, rồi chạy trường. Chạy trường không có tiền á, bắt đầu đi mượn tiền người ta. Mượn tiền người ta cái không có tiền góp người ta. Phải chạy đầu này, bị người ta dí quá, phải chạy đầu này mượn thì về trả tiền đầu này đầu kia. Tối ngày vợ chồng cứ mang nợ. Chứ chú thấy nó làm việc như vậy cũng tốt rồi. Chạy việc cho nó làm chi, là tôi mang nợ mang nần. Còn không chừng mốt nó phải ông pháp nữa. Ôi thì tại vì nó hay càm ràm vậy thôi chứ. Chứ thằng Lượng con tôi nó ai vậy? Tự xử luôn ta. Quán này phải quán tôi không? Quán ông nè. Mới muốn người làm mới hả? Sao nó vô tự nhiên quá vậy? Ai biết. Chú nhìn cái cách ăn mặc như vậy nè, là người nước ngoài chắc luôn. Mà con biết nước nào rồi? Nước nào? Malaysia. Nước gì mà lái ra nước không?
nước Mã Lai đó. Mã Lai mày nói Malaysia. Malaysia đó. Rồi mày biết qua mày nói chuyện người ta tự nhiên không vô quán Việt Nam của người ta rồi tự động pha nước ra uống rồi. Trời ơi, chú chủ quán cho qua chú nói chuyện đi, ai biết đâu. Con rảnh con qua nói chuyện với ổng giùm chú đi tiếng nước ngoài. Trời ơi chú ơi, chú chủ quán chú nói đi, tự nhiên chú kêu con nói. Con còn trẻ, con đi học rồi chú nghe nói má con kể là con học có mấy cái bằng C, bằng D gì tùm lum tà lá mà. Đúng rồi, đúng rồi. Bằng con chạy. Nè, bây giờ chú qua chú nói đi, con biết được chữ nào dịch chữ đó cho. Hả? Ê. Ê. Du. Uống. Rinh. Du rinh. Cà phê. Tự nhiên là gì vậy? Tự nhiên là Nature. Không. Té chưa rồi. Du rinh cà phê Nature. Dân du Mã Lai coi chừng ăn mã tấu. Vô tiền quán tự nhiên. Ở đâu mà tự nhiên tiếng Anh mà có mã tấu quá chổng. Chứ giờ vô quán tự nhiên mà. No. No là không. Không vậy. Không là không ăn mã tấu. Ê, không thì phải vô uống là phải kêu tôi pha. Uống xong phải trả tiền tôi chứ. Money. Money. No money cần chú. No là không, money là tiền. Là ổng là cái giới đầu tiên là ổng không có tiền rồi đó. Còn cần chú là gì con biết chắc là không có tiền không có tiền cần chú. Vô uống rồi. Cần chú không hả? Ê đừng có giỡn ông nội. Qua người ta có tiền, có vốn, người ta bán cà phê, uống cà phê, phải trả tiền chứ. No money vậy. Trả tiền, uống cà phê, trả tiền, không muốn, không được nha. Đừng vô đi quậy nha. No. Không. Nói gì không hiểu luôn, no quậy. Nhức đầu quá. Tránh ra, để tôi. Biết không, nói vậy má ơi. Bây giờ mày hỏi nó coi, biết không? Ông biết tiếng Việt không? Mày hỏi đi. You talking Vietnamese. Ôi giỏi nè. Biết. Ông biết tiếng Việt thì nãy giờ nói đi trời. Để tôi hỏi cho. Hey. Ông này nè. Hỏi ông. Muốn uống cái gì để ổng vô ổng pha cho. Chứ đừng có tự ý đi vô làm. Hiểu không? Hiểu. Hả? Ông hiểu kìa. Ông người Việt phải ông hiểu tiếng Việt là đúng rồi. Tôi người Việt mà. Nãy giờ tự nhiên mấy người nói tiếng Anh không chứ tôi đâu có nói tôi là người nước ngoài đâu. Đây, chỗ này nè. Nói người Việt, nó là người Mã Lai. Dạ, ngồi đi, chuyện nói chuyện của chủ quán nha. Mình là khách thôi nha, mình đừng có lanh quá. Mà lanh gì? Mày nói ông người nước ngoài. Thì ai biết? Còn ông người Việt. Ông người Việt mà sao ông tự nhiên hả? Ăn mặn vậy người ta tưởng người nước ngoài chứ ai mà người Việt Nam mặc đồ kiểu đó. Giỡn chơi chút xíu rồi làm gì vậy anh Tư? Trời ơi. Ủa sao biết con Tư? Tôi nè. Ủa mẹ ơi. Ủa chú Thụ đây hả? Thụ xe ôm nè. Quỷ thần ơi. Vô chọc kẹo tôi làm tôi nãy giờ hết hồn hết vía à. Giỡn chơi chút xíu. Lúc này chạy xe ôm giảm cân hay sao mà người rút lại có chút xíu vậy? Đâu có. Bây giờ chạy xe ôm giờ mình phải nâng cấp vậy đó anh. Ủa xe ôm bây giờ chạy phải nâng cấp. Nâng cấp nó hiện đại lắm. Trời ơi xe ôm của tôi nghe là có điện thoại nè. Đó, đưa rước tận nhà nè. Phía sau á có xài cái loại mà gạt thẻ nữa. Tính tiền qua mạng nữa. Wow. Gạt thẻ đâu chú? Chắc gạt em không nè. Không ơi, phía sau xe kìa chứ không phải sau người tôi. Chú nói chú làm xe ôm thiệt á hả? Má thấy chưa? Người ta làm xe ôm, người ta chạy xe ôm, mà người ta ăn mặc giống như người ngoài hành tinh vậy, má thấy không? Không mày con phải người ngoài hành tinh. Con xin lỗi chú, dạ tại con giận quá, con làm lại nha chú nha. Làm lại đi con. Má thấy không? Người ta chạy xe ôm, mà người ta ăn mặc như người nước ngoài, còn trong khi đó chồng con thì sao? Trời ơi đi làm công chức, mà một năm không mua được một bộ đồ mới nữa, bay mới ngộ á nha. Chồng bay từ nhỏ đến giờ hả được cưng như trứng vậy đó hả, được ăn học đàng hoàng hiền lành chất phác nữa, sao bay cứ so sánh người này người kia được. Đúng rồi. Ơi, con nói cho má nghe con thiệt á, con là con ruột của má nè, người ta là con rể,
mà má không binh con, má suốt ngày má đi binh con rể không à. Vậy để đổi là đi để con làm con dâu cho. Tao có binh ở đâu có, sao nói vậy thôi. Mày cứ tối ngày mày càm ràm đó, ai mà chịu được. Mà mày nói đúng á, nó làm công nhân viên chức thì mặc đồng phục của nó có đồ nó mặc đàng hoàng. Còn đây là anh em chạy xe ôm thì anh muốn mặc đồ nổi để người khách người ta chú ý. Trời ơi, nói cái gì trăm bảy trăm ba vậy, công chức đâu, thằng Luận nó chạy xe ôm chúng tôi mà. Cái gì? Nó có mặc đồ công chức, nhưng mà tới cái chỗ bến xe ôm á là nó thay cái bộ đồ này. Tôi ăn mặc vậy nó chỉ tôi nè, nó nói chạy xe ôm mình phải ăn mặc cho nó sáng sủa lên, như vậy mới có khách. Không mà từ ngày nó qua cái bến xe ôm của tôi nó chạy, tôi với nó chạy bên quận bên kia kìa. À, bây giờ hai chú cháu chạy khách đông lắm. Ủa chú kìa, chú nói nghe nè, coi chừng chú lộn với ai á, chứ thằng con rể của tôi nó là công nhân viên chức đàng hoàng, sao đi chạy xe ôm được. Trời ơi, nó chạy chung với tôi nè, rể chị là Luận đúng không? Ừ, nó chạy, nhưng mà nó dặn tôi là đừng có nói chuyện nó chạy xe ôm cho gia đình nó biết, để vậy là nói biết hết ông nội. Vậy nó dặn gì mà không nghe lời dặn của nó, nói ra vợ chồng như vợ má nó biết hết rồi. Trời, thôi con biết rồi, kiểu này là ông Luận ông có vợ bé rồi. Chứ ông đi làm bao nhiêu tiền ông đưa cho con, mà tiền ông đâu có nhiều đâu, lương 3 cọc 3 đồng, về có bao nhiêu ông đưa con hết, mà con không hề đưa cho ông một cách nào để ông xài hết. Vậy thì ông đi xe, ông chạy xe ôm để ông có tiền riêng, thấy chưa? Ông lấy cái tiền riêng đó ông nuôi vợ bé. Trời ơi trời, Luận ơi. Mày cứ nghĩ vô cái chuyện của mày không à. Mày không nghĩ là tiền bạc bao nhiêu nó đưa mày, rồi bây giờ nó muốn kiếm thêm để nuôi vợ nuôi con thì nó chạy xe ôm. Nó nuôi vợ nuôi con, nó kể cho rõ. Nó nói với chú là nó chạy xe ôm là ngoài cái giờ nó đi làm việc nó chạy xe ôm là nó kiếm thêm tiền nó trả nợ gì đó. Con không cần biết, con phải đi gặp ổng, con hỏi cho ra lẽ cái chuyện này mới được. Từ từ chứ mày cứ hấp tấp từ từ. Nó thiếu nợ người ta, mà cái tiền thiếu nợ nó đâu nguyên nhân đâu, nó thiếu nợ nó ta. Nó thiếu nợ là cái hồi đó là nó mượn nợ, rằng nó chạy tiền nó lo công chức công gì đó. Con kể cho chú nghe là vậy nè, hồi đó là vợ chồng con á, nghe theo cái lời thằng cha Tùng Lài đó, là đưa tiền cho thằng trả cả 100 triệu. Cái gì? Tùng Lài là Tài. Thì thằng Tài, thằng Tài mà tại nó lùn cho nên là con kêu nó là Tùng Lài, tại con ghét cái tên Tài con muốn kêu. Tài là Tài lùn trời ơi. Rồi thằng Tài lùn là lo cho chồng bay đi vô làm công chức. Nó nói á, là nó sẽ lo cho chồng con cái chức phó phòng ha, cả 100 triệu đồng để con đưa cho nó để đem vô lo chức phó phòng. Mà rốt cuộc chức phó phòng đâu con không thấy. Con chỉ thấy là ông chồng con vô ngày nào cũng ngồi coi 3 cái đơn từ của người ta đưa tới, xong rồi phân đơn. Vậy thôi đó, lương 1 tháng không có bao nhiêu tiền hết. Thì cũng tại mày, nó có công ăn việc làm đàng hoàng, tự nhiên mày kêu nó nghỉ làm gì, lo tiền vô công chức làm, rồi bây giờ hả mày càm ràm là sao? Con không biết, bây giờ con phải đi gặp ổng để con hỏi cho ra lẽ tại sao ổng lại làm cái chuyện kỳ cục như vậy. Chú chở con đi qua bên đó gặp ổng đi. Thông cảm, xe chú không có chở gái được con. Nó có chồng rồi. Không, nhưng mà xe tôi. Cái gì đâu mà hoang mang quá vậy anh ơi. Em em hoang mang quá. Hồi nãy anh qua quán cà phê, anh thề là anh nói xạo là đèn tắt, anh vừa nói xong đèn tắt cái bụp. Mày không có biết cái gì hết trơn á, nghe không? Mày không thấy cái đèn của nó hả? Coi như là nhện mà bằng nhện mà nó văng coi như nó đầy trên đó hả? Cái bóng đèn nó cũ lắm rồi. Như vậy anh lựa ngay lúc tao nói nó nổ rồi nó bể rồi sao tao biết được. Mày á ha, tao không đẩy mày ra là nó để một cái ót ở trên đầu mày một cái là giờ này tóc mày chắc nó chợt là tú sao rồi nè. Không anh, cái bỏ qua cái chuyện quán cà phê, bỏ qua một bên đi, giờ vô cho tới ngân hàng anh cũng thề. Anh nói nếu mà tao nói xạo là ngân hàng này có cướp, anh vừa nói xong tao la cướp. Em chạy thấy bà nội luôn. Mày bởi vậy mày già cái đầu mày bự con, mày lớn xác là cao hơn tao mà mày nhát như khỉ, như là con khỉ mà đầu chó vậy à. Trời ơi trời, sao chỉ em với con khỉ kỳ vậy. Chứ sao, mày coi mặt mày mày kìa, râu ria bậm trợn dòm thiết gốm vậy đó, thân câu vậy đó. Mà thấy cái gì chút xíu trời ơi mày chạy cái tao nói tao dí theo điều không học máu rồi vậy đó. Mày không biết là chỗ đó bây giờ tao đang quay phim không? Ủa quay phim hả? Ờ hèn gì trời ơi, nói ăn cướp nghe, em còn nghe cắt quay lại quỷ nào chạy qua máy. Mày chạy với ai? Ủa con người ta hả? Tao quay nguyên một cái bùm lớn thiệt lớn vậy đó, mày chạy qua cái phim của tao, phim mũ chứ đâu phải phim bình thường đâu. Anh ơi anh chạy quán tôi mà.
vậy? Chê quán tôi sao giờ lại quán tôi? Dạ. Ủa, xin lỗi, mình thích mình ngồi ở đâu mình ngồi chứ mắc cười vậy? Dạ, muốn ngồi ngồi. Quán phải chịu khách thôi. Mà giờ có bán phải không? Ờ, uống gì, nói đi. Xin lỗi, nãy mình uống rồi. Ta hơi nóng rồi nha. Nóng sao? Ủa, vô quán người ta ngồi là phải uống nước. Hả? Ủa, uống đồ là uống sao? Vậy vậy thôi, nếu mà chú nóng thì chú làm hai ly cà phê cũ hồi nãy của tụi con kêu chú bỏ lại đi. Là này nhớ là xứ nhiệt đới nha. Chúng ta để thôi là tan. Còn ly đâu, còn ly cũ. Mua ly mới thì tôi ăn. À, gài, đang còn uống được cái khác. Cái đó là hẳn nhiên thôi. Hai ly trà đá. Muốn làm trà đá làm. 20.000 ly. Vậy thôi. Ồ, chú bán buôn cũng được quá ha. Cà phê 10.000 ly, trà đá 20.000 ly. À, anh ơi anh, bây giờ tiền em rút ra rồi nè anh. Anh ơi, tiền em rút ra rồi, bây giờ làm sao anh? Rút ra rồi hả? Dạ. Để nó bằng thờ đi. Không lẽ em cúng này hết cho bà nội em sao? Mày ngồi xuống đây làm tao đi. Mày có ngu cái gì mày cũng ngu chừa chỗ cho người ta ngu với. Mày rút tiền ra 30 triệu đúng không? Dạ. Mày rút ra mà để đưa ai? Em đưa cho anh. Chứ mày còn hỏi làm gì? Dạ bây giờ em đưa cho anh. Thì mày đưa cho tao. Dạ. Số tiền mà nó nè. Ủa chị làm gì vậy chị? Quay phim. Đè mày thấy đâu? Mày thấy là nổi tiếng không? Dạ. Mày thấy là nổi tiếng không? Đây. Cam. Chị nhớ tap tên em lên Facebook nha chị. Đây. Quay gần vô. Nhiêu tiền? 30 triệu đúng không? 30 triệu. Chị ơi chi vậy? Hả? Chi vậy? Chạy giấy tờ. Chạy giấy tờ. Chị ơi, cho em phỏng vấn em vài câu. Dạ, kính chào mấy cộng đồng mạng. Tôi là nickname của tôi là... Thôi bỏ đi, tào lao quá. Ông này mới là cần nè. Đó, mày đâu có nổi tiếng đâu mà mày cứ ấy hoài đây nè. Đó. Cái này con vô. Dạ, đúng rồi, cho đủ mặt, Con vô, chụp chung tấm hình cho vui. Đó, bà con thấy không? Đó, hôm đây là những cái hình ảnh mà chúng tôi quay tại trận luôn. Đó. Dạ. Hồi đó là... Mày quán cà phê tại trận vậy? Ngay quán cà phê. Ngay quán cà phê đó, hình ảnh đẹp luôn. Bắt đầu. Thỏng vấn con. Dạ. Thỏng vấn. Rồi. Quá đẹp. Chị ngậu đây nè. Ngày xưa mới đây này chạy giấy tờ cho tôi. Chạy giấy tờ công chức cho con trai của tôi đúng không? Con rể của tôi. Nè, nói có sách mắt có chứng đàng hoàng, phải không? Gì đây là gì nói rõ ràng. Ủa, con gì là giờ con rể hả? Thằng Luận, con rể bả. Nói cho nó nghe thằng Luận bây giờ làm cái gì? Chạy xe ôm. Mày thấy chưa? Nó chạy là mà cái gì? Ủa, xe ôm mà cũng lo tiền mới được chạy ha anh? Đúng rồi, nhờ cậu này nè, giờ con tôi đi ra ngoài đường chạy xe ôm. Đây, mày coi hết nguyên cái hẻm này. Cái dạng đàn ông như kiểu thằng Luận gì đó là cái thằng đó mới là khó kiếm. Nó làm ban ngày làm công chức, ban chiều tối đêm là nó chạy xe ôm nặng kiếm thêm. Nó lo cho vợ. Đó. Nhờ cái ơn đức của cậu mà bây giờ thằng con tôi á, nó từ là công chức. Cái gì? Ủa, thằng Luận nó có trái hai bà má rồi hả? Má cái gì mà má? Ôi, bị liệu. Nè, tôi nói lại nè. Từ chồng tôi nha, từ một người làm công chức bây giờ chạy xe ôm chung với cái chú này. Đó, bây giờ ông trả lời sao? Ông nói sao về cái số tiền đó hả? Nói đi. Nói thiệt cho mẹ già giống mẹ mớm đó, nghe. Cái chợm tóc này nè. Nè, nói cho đàng hoàng nha. Tôi sợ một cái là không còn một cọng tóc nào nha. Cô đất ơi, cái người làm gì vậy hả? Trời đất ơi, nè, lo tiền để mà chạy công chức cho cái thằng con ha, thằng con của bà, thằng chồng của chị, thấy không? Nó ngu, nó đã vô được công chức rồi thì nó phải biết lòn trên cuối xuống, thấy không? Nó phải chạy đầu này chạy đầu kia để mà nó càng ngày càng lên chức nữa. Chứ đâu phải là tôi lúc nào nó vẽ đường cho nó chạy à? Còn muốn phải lên nữa, nó phải nói với tôi để chi? Để tôi chạy thêm nữa, đúng không? Cậu nha, cậu đừng có ăn nhen nói ngược cái vậy nha. Cậu lấy một đống tiền của người ta bây giờ cậu nói vậy mà nghe được quá hả? Nè, anh đi qua đây. Chị ơi, tới em hả chị? Đúng rồi, nè. Quay. Anh đưa tiền làm gì? Em đưa tiền cho ảnh để ảnh chạy chức cho em. Chồng của tôi ngày xưa ổng hứa là chạy chức phó phòng mà bây giờ ra làm xe ôm rồi đó. Thì anh nghĩ đi, ổng nói ổng chạy cho anh cái chức trưởng phòng rồi sau này ảnh sẽ ra anh làm gì? Trời ơi, chết tôi rồi. Anh sao em? Anh lo cho người ta phó phòng mà giờ người ta chạy xe ôm mà em cũng căng quá. Không mấy giờ cho em xin lại tiền đi anh, em về em đưa ba em nói thiệt. Đây. Mày lại nhảy ra nhảy mày còn hơn là ba nữa à? Mày á, nghe, mày
mày đưa cái đầu xuống coi, đưa cái đầu xuống. Ủa sao anh tán đầu mà anh tán xuống tới mặt em hay? Mày vừa phải đó, nghe chưa? Tiền nào mày đưa tiền tao nào? Ủa anh nói gì kỳ vậy? Hồi nãy em mới đưa tiền anh xong á chị, em mới đưa anh 30 triệu rõ ràng. Dạ anh nói không có là sao anh? Đâu, bằng chứng đâu? Đi ra. Ê chị ơi, chị lấy lại công đạo giùm em đi chứ em. Công đạo hả mày? Công đạo em hoài luôn cơ. Trước tiên á, muốn làm cái gì phải đứng lên nói chuyện với người ta đàng hoàng, nghe chưa? Đứng lên nói chuyện với người ta đàng hoàng chứ ngồi như vậy người ta nói người ta cúi xuống ngồi cổ, nghe chưa? Đứng lên. Nói chuyện với tao cái dễ người ta quá vậy? Nó đứng nãy giờ. Nãy ghế rồi đây. Đứng nãy giờ đứng rồi đó. Nó đứng rồi. Khoan để tôi vô cận cái ghế. Đó, vậy đi. Ê con mớm kia. Sao? Đây là tiền của ai? Tiền của ổng. Vậy sao mà đòi? Mày là vợ nó hả? Thấy chưa? Chơi hàng dài hả? Chơi hàng dài hả? Gài gì? Hả? Tôi nói cho ông nghe, ông lường gạt má con tôi thôi như vậy là đủ rồi. Ông đừng có lường gạt thêm một người nào nữa hết. Ông trả tiền cho người ta đi chứ. Đúng rồi, trả đi anh ơi. Ông trả em khóc tới chết luôn á. Ông trả đi giao lên chính quyền. Hỏi bằng chứng tôi thâu trong máy hết trơn trội rồi. Đúng rồi. Máy đâu? Đó. Bằng chứng đây nè con. Trời ơi, các bạn nó bận quá. Ê, cái này chơi quay lén hả? Không có, tao quay trước mặt. Tao chẳng nói cho điện thoại đó. Hả? Nè, đừng có giỡn mặt nha. Trời chịu đã đủ rồi con. Mày giả bộ bè lũ phải không? Bè lũ mày mời ra đây đặng mà quay lén người tao rồi phải không? Đâu có đâu, em đâu có bè lũ đâu chị. Chị nói em đi chị, em bây giờ em chỉ muốn lấy tiền này thôi. Bây giờ anh trả tiền cho tôi đi. Tiền thì bây giờ trả mày nè, có gì đâu. Đó, nó nhờ tôi làm nhưng mà tôi không chấp nhận cho nên tôi trả tiền lại cho nó. Mọi người cũng làm chứng rồi phải không? Rồi xong chuyện tôi đi về. Ê, đâu có dễ dàng vậy được. Bây giờ trả tiền cho người này xong rồi, bây giờ tới cái tiền của tôi thì sao? Hả? Trả tiền lại đây cho tôi. Gì vậy? Gì vậy cái con mớm hung dữ? Chồng của em là bây giờ cũng là công chức đúng không? Đúng không? Nhưng mà tại vì nó ngu, nó không biết lòn cuối, bây giờ nó ngu rồi nó chịu chứ sao? Nè, nói cho mấy người biết, đừng có hòng mà triệt tôi. Trong đời này mà còn có những thằng mà không chịu ăn, không chịu học, mà còn mơ tưởng nó chức trưởng phòng, phó phòng như kiểu thằng này, thì cuộc đời với những thằng như tôi sẽ trường tồn mãi mãi. Đình Toàn và Lê Khánh chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Danh Hài Đất Việt. Anh Đình Toàn ơi, anh có thể giúp em chuyện này không? Đương nhiên rồi, anh em mà chuyện gì anh cũng giúp. Anh cho em hỏi thăm nha, con của anh học ở trường nào vậy? Ủa gì vậy Khánh? Dạ. Em sao vậy? Hả? Anh làm gì có con mà tự nhiên hỏi con anh? Trời ơi, thôi chết rồi, em xin lỗi nha. Tại vì á, em nghĩ anh là giống ông hàng xóm của em, ông Tư hàng xóm của em á mà. Ủa gì vậy Khánh? Hả? Em sao vậy? Dạ. Tự nhiên anh sao, ông Tư hàng xóm của em sao mà tự nhiên giống nhau? Tại vì hai người có nét dài giống nhau đó. Cái gì vậy Khánh? Không. Trời ơi, tại vì em đang rối quá cho nên em nói tùm bậy tùm bạ hết trơn, anh đừng giận em nha. Ôi mà tóm lại là bây giờ em muốn chuyện gì mà nãy giờ nó cứ xà quần vậy, em muốn cái gì? Em ngại quá, thôi em nói luôn nha. Thật ra em có đứa cháu mà em coi nó như con của em vậy đó, em thương nó lắm. Rồi á, bà nhỏ mà đi học. Rồi bà có nhỏ bạn thân rất là thân, cái gì cũng mà chia sẻ với nhau hết. Nhưng mà năm nay cô bạn thân chuyển trường. Chuyển qua trường chuyên. Thế là bà buồn, rồi bà cũng muốn chuyển qua trường chuyên. Tại vì bà nói là trường chuyên học sẽ giỏi hơn. Nhưng mà bà nói là không cách nào để mà chuyển trường được. Rồi mới năn nỉ em, nói là em quen biết rồi em giúp bà chuyển trường được hay không. Bà nhỏ của em muốn vậy đó. Thì bây giờ em biết là anh quen biết nhiều, anh giúp em được không? Coi như là người dì nóng lòng vì đứa cháu của mình đó phải không? Dạ đúng rồi. Tưởng chuyện gì chứ cái chuyện mà nhờ gửi gắm chuyển trường tôi chứ chuyện nhỏ xíu à. Vậy hả? Anh làm không có được. Ủa gì kỳ vậy? Nhỏ xíu mà không được là sao? Bây giờ anh không giúp em thì ai giúp em bây giờ? Khánh nè, thật ra là không phải là anh không muốn giúp hoặc là không chịu giúp, mà vấn đề ở đây nè, anh muốn á là tại sao á em không khuyên cháu mình là nên ở lại học trường cũ? Biết là tình bạn bè kháng kích nhưng bạn bè vẫn có thể sau giờ học đến thăm nhau. Còn trường học á thì nơi nào cũng như nơi nào, đâu phải bất cứ ai qua trường chuyên cũng học giỏi hơn đâu. Trường chuyên phải khác chứ anh. Nè, trước khi á mà em có quyết định sáng suốt là tiếp tục nhờ anh hay không nhờ anh thì anh mời em cùng đến những tiểu phẩm này, em xem xong rồi em hẳn ra quyết định nhé. Bây giờ thì Đình Toàn mời Lê Khánh và quý vị khán giả chúng ta cùng đến với tiểu phẩm Trường Chuyên của tác giả Huỳnh Lập với phần thể hiện của các diễn viên Bủ Đa, Vi Vân và Quốc Khánh.
ta đi học về không cho người ta đói bụng về nhà người ta ăn cơm, đi bắt ra quán cà phê làm gì không biết nữa. Rồi ủa đâu rồi, ủa mẹ đâu rồi, mẹ con đâu rồi, con đây nè. Con ơi, con của mẹ đâu rồi? Con ơi, con của cô đâu rồi con? Không biết. Ủa con mẹ hả? Con nè. Mày con tao hả? Trời đất ơi. Thôi vô đây mẹ nó nghe nè. Hôm nay á, đứng đàng hoàng coi nghe mẹ nói nè. Hôm nay á, mẹ hạng bạn thân của mẹ hồi xa xưa mẹ học chung á. Con hiểu không? Là bây giờ mẹ nói cái gì đó, mẹ nói cái gì là con phải nói theo cái đó nghe chưa? Không cãi lại mẹ. Mẹ dặn con nè, ca dao tục ngữ có câu: cá không ăn muối cá ương, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Mà con mà cãi lời mẹ, mẹ đá con một cá nha con. Bây giờ nghe lời mẹ, lại đây ngồi đi, mày đợi mẹ bạn tới nha. Thanh Thuận nè. Thuận mong mạnh đúng không? Thôi quỷ à, bận giỡn hoài. Ta đã nói rồi, tại vì hồi xưa là bồ mình là còn nhỏ hiểu không, rồi khó nuôi, bởi vì ba mẹ mới cắt tóc ngắn rồi cho bận đồ con trai thì mới gọi là mong mạnh. Bây giờ lớn tóc dài rồi, phụ nữ rồi, mong manh. Trời, hết mạnh rồi hả? Mạnh nha. Dễ thương quá trời, giờ này trắng trẻo đẹp gái quá hả? Thôi. Ủa bồ nói đi với con mà, rồi con bồ đâu hả? Trời, lại đây giới thiệu cho đứa con của tôi nè, lại đây nè. Đây con bồ hả? Con dạ. Giới thiệu tên tuổi cho cô biết đi con. Dạ con tên Thanh Thản. Mẹ Thanh Thuận, con Thanh Thản. Dạ. Dễ thương. Đây là mẹ Thuận, con Thản. Nói nghe nè, bồ đợi mình lâu không? Trời đất ơi, nãy giờ tới hả, có 1 tiếng rưỡi thôi hà. Xin ra coi con. Hồi nào mẹ? Hả? Nào tới 1 tiếng rưỡi, mới tới đang ngồi chưa nóng ghế mà. Cái gì? Nóng, nóng. Mới tới cô. Nóng, ngồi chưa nóng ghế nữa. Đúng rồi, hồi nãy giờ mới vừa kêu 2 ly cà phê sữa nóng chưa có ra. 2 ly cà phê nha. Lẹ lên. Con ngồi xuống gian ra coi. Không ai thấy mẹ hết trơn con. Thưởng, trời cái tính không bỏ dữ quá à. Con nhỏ thì nói từ từ thôi. Nói nghe nè, mình xin lỗi nha. Bị gì công việc con cái rồi chồng con lu bu quá, thành thử ra mình quên mất tiêu thời gian mình mới tới trễ á. Xin lỗi bồ nha. Trời, mình có trách nhất cái gì đâu. Mình là người phụ nữ đức độ mà. Người ta mấy người tới trễ á, mình không có quan tâm. Bồ khó quá à. Thì mình bận thiệt mà, chồng con rồi đủ thứ chuyện hết á. Mình phải lo, mình phải nghĩ, biết không? Suy nghĩ cái gì trời đất ơi, mình là người phụ nữ hiện đại á, mình phải biết chăm sóc cho con, cho chồng đúng không? Phải cho chồng là quần áo tươm tất đúng không? Con cái nó cũng hả, phải là nó cũng biết là đi đứng học hành ngồi gì này nọ, nó cũng phải ngăn nắp, nó phải đàng hoàng đúng không con? Muốn chừng xuống cho mẹ. Mẹ ơi mẹ, cái áo của con á mẹ, sao mẹ hướng tuần lễ trước mẹ giặt mà tuần này mẹ chưa giặt không, sao nó hôi nó thú quá kìa. Ủa hai mẹ con à... Hai mẹ con xì xầm cái gì vậy? Không có cô, mẹ ăn chửi thề. Hả? Không phải. Mẹ là mẹ thề là không bao giờ chửi con. Thấy bồ như vậy á là mình ngưỡng mộ bồ lắm á, biết không? Trời ơi, bồ là giỏi lắm á, mình ước gì cũng được như bồ vậy đó. Thôi bỏ qua cái vụ đó đi ha. Nó nghe nè. Cái vụ mà cái đứa con á, con bạn á, Liễu á. Thằng con trai mà tên Liễu á. Chưa danh Liễu con mình đó hả? Nhớ lúc trước á, tôi qua nhà bồ á, nó nhỏ xíu vậy nè mà nó đánh lộn u đầu bể trán luôn, nó còn đánh lộn như vậy nữa không? Hồi nào bồ qua? Hồi xa xưa sửa xưa. Trời ơi, quỷ à. Trời ơi, lúc đó là nó còn nhỏ xíu nó biết bò, rồi mấy anh hàng xóm á mới gửi con qua rồi nó đụng nhau rồi nó té. Chứ quánh lộn cái gì, nhỏ xíu biết bò mà quánh lộn. Bồ đi thiệt á. Tôi nghĩ giờ nó cũng vậy hà. Con ở đâu nó hiền lắm. Hiền gì? Người ta có câu là giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Không có đâu, mẹ mới khó dời á, cô kể cô nghe. Mẹ con chuyên gia ngủ ngày luôn mà mỗi lần ngủ nằm một cái là khỏi ai dời. Trời thiệt luôn á, con với ba con sách gần chết luôn không về được. Nằm là nằm chết, nó luôn không bao giờ về được. Rồi, nói chung á là thằng Liễu con mình nó hiền lắm. Không, đừng có nghĩ gì tội nghiệp nó. Vậy hả? Ừ, hiền lắm. Không có biết quánh lộn quánh lạo gì á. Tới bây giờ nó lớn rồi nó vẫn hiền. Vậy à, thôi bỏ qua vụ đó đi. Để mình nhắc là, ê nó nghe nè.
con đứng dậy, đứng dậy nó nghe nè. Hả? Trời ơi, cái này phải nói nhỏ nhỏ thôi. Con bồ á, nó có vô học trường chuyên không? Trường chuyên. Thì nói chung á là thằng Liễu con mình đó nó học giỏi lắm, thì mình cũng muốn tạo điều kiện để cho nó vô trường nó nói chung tốt tốt một xíu. Nhưng bây giờ hoàn cảnh gia đình mình như vậy thì chắc là mình kiếm trường đó bình thường thôi. Ý là nghèo á hả? Không có tiền vô trường chuyên á hả? Cô kỳ quá hả? Trời ơi, nghèo có gì đâu, không dám nói. Nói ra bình thường đi, mình nè, giàu đâu có nói đâu. Biết sao không? Người ta nhìn vô là biết giàu rồi. Người tánh dễ sợ luôn à. Ê, nó nghe nè. Hả? Tôi khoe với bồ nha, thằng con á. Nó chuyên ba môn luôn. Dạ, chuyên ba môn gì? Sinh, sử, địa. Trời ơi, vậy là giỏi lắm á. Mẹ, nhớ lộn rồi, con chuyên môn thể dục. Ủa, thể dục là sao con? Cái trường con chuyên thể dục. Giờ con sao? Dạ. Mẹ đã nói với con rồi, mẹ nói cái gì là con phải nói theo cái đó nghe chưa? Nhưng mà sự thật là con chuyên thể dục mà. Thể dục cái gì? Im đi. Sinh, sử, địa. Im đi. Trời ơi, nó nghe nè, học kỳ nào á nó cũng giỏi hết trơn á. Học kỳ vừa rồi hả, nó xếp loại giỏi luôn. Con nói cho cô đi, học kỳ vừa rồi con xếp loại gì nè? Dạ trung bình. Dạ xuống bên nào á? Nghĩ sao trung bình vậy hả? Mẹ nói con rồi sao? Mẹ nói cái gì á là con phải nghe theo cái đó, nói theo cái đó nghe chưa? Trời đất ơi, cả lời mẹ mà quýnh cả bây giờ nghe chưa mày? Nghe chưa? Trời đất ơi, nó giỏi lắm em ơi. À, nó xuất sắc không đó, nó loại xuất sắc không đó, lên nói cho cô biết cho con. Xuất sắc không đó. Thôi cô ơi, trong trường người ta dạy con không được nói dối mà nãy giờ mẹ con bắt con nói dối hoài à. Thực ra con học ngu lắm, con không có giỏi môn gì á, con giỏi duy nhất có mình môn thể dục thôi. Mà cô biết sao con giỏi môn thể dục không? Tại mẹ con đánh con riết con đỡ mà con giỏi môn thể dục luôn á, chứ con học ngu lắm. Rồi. Thôi. Cả nghe. Tình luôn á, cái tính bộ nha, từ trước tới giờ là không bao giờ bỏ hết á, từ nhỏ tới lớn à. Nè nè, đây con nói nghe, con nè phải ngoan, con phải thương mẹ con. Mẹ con tính như vậy thôi chứ mẹ con thương con lắm, lúc nào á là cũng mong muốn con học giỏi hết trơn á. Với lại á, dù là mẹ có nói cái gì, mẹ có giỡn cái gì đi chăng nữa thì con cũng phải cố gắng học hành chứ, đâu có mà để học sinh trung bình, học sinh yếu được, đúng không? Nè con nghe nè, bây giờ thằng Liễu con cô á, nó học giỏi lắm. Bây giờ nếu mà con yếu môn nào á, con có qua nhà cô để nó dạy kèm cho con nha. Được không? Được. Mẹ con cho không? Mẹ cho mà. Chứ mẹ con hay tập tạ đánh con đau lắm á. Không, tính của mẹ con là như vậy đó. Từ nãy tới giờ là cô biết nào đúng nào sai hết. Mà thôi kệ đi, tại tính mẹ con vậy mà nha. Để con xin lỗi mẹ con. Lại xin lỗi mẹ đi, thương mẹ nha. Thôi. Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Con hứa con không cãi lời mẹ nữa. Thôi con, mẹ mới chính là người có lỗi. Bởi vì mẹ nổ quá mà. Với lại sau này mẹ hứa mẹ không ăn hiếp con, lo lắng cho con đàng hoàng, cho con chỗ học nè. Đó, qua học đi. Chết mẹ rồi. Con cho phép con rồi đó cô. Chứ cô không có quen chứ, thấy mẹ con hiền hiền vậy sao giọng mẹ con nó trầm đàn ông quá. Không quen. Sao vậy? Sao hiền như vậy? Mẹ. Tươi coi. Ngày mai mẹ chở con qua nhà cô cho con học kèm nha. Vui lên đi, mai qua học mà. Cho tôi vô học chứ. Sao vô học gì? Tại vì cũng ôn lại kiến thức á. Thôi đi học đi con, đi học nha. Đó. Đó, Lê Khánh, em công nhận không? Thời học sinh luôn luôn là một giai đoạn đẹp nhất của đời người. Đương nhiên rồi, bởi vì chúng ta có muốn quay lại thời học sinh, chúng ta cũng không bao giờ có được cái thời điểm đẹp đó nữa. Và nhiệm vụ của chúng ta, em nghĩ rằng là chúng ta phải định hướng cho các em nhỏ từ lúc các em còn ngồi trong ghế nhà trường, đúng không anh? Là thành công luôn luôn gắn liền với sự nỗ lực và sự cố gắng, không có được lơi là. Bởi vì bây giờ chúng ta thấy rằng có rất nhiều bạn nhỏ nghĩ rằng thành công và nổi tiếng rất là đơn giản bằng nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, chứ không có bằng học vấn nữa. Cho nên các em không có lo học hành mà phải tìm
tìm mọi cách làm sao để mà nổi tiếng và thành công cho thật là nhanh đó anh. Anh hiểu vấn đề em đang nói, bởi vì chúng ta thấy rõ ràng mạng truyền thông bây giờ phát triển rất mạnh mẽ. Các bạn, nếu như ngày xưa chúng tôi cũng như quý vị khán giả lớn tuổi, chúng ta chỉ chơi những trò chơi dân gian trẻ con như tạt lon, bịt mắt bắt dê, chơi keo, chơi bắn bi, chơi banh đũa, thì bây giờ các em nhỏ hầu như không tham gia trò chơi này nữa, suốt ngày ngồi trước máy vi tính. Và thậm chí có một số bạn có suy nghĩ là chọn ra một status nào đó hoặc một hình ảnh nào đó thật ấn tượng và tung tất cả lên mạng, đánh thêm một vài câu gọi là một câu phát ngôn gì đó gây sốc sốc một chút để câu like, rồi rung đùi ngồi chờ mọi người nhào vô mổ xẻ, thậm chí có chửi bới, và cuối cùng truyền thông sẽ giao cuộc và đưa vấn đề lên đỉnh điểm và các bạn trở thành người nổi tiếng sau một đêm. Ồ, công nhận nha, mạng xã hội hiệu quả quá anh hả? Dạ không phải hiệu quả nào cũng mang lại một kết quả tốt đẹp. Để minh chứng cho điều này, Đình Toàn mời quý vị khán giả cùng theo dõi tiểu phẩm Loạn Truyền Thông của tác giả Minh Tuấn với phần thể hiện của nghệ sĩ Trung Dân, Huỳnh Lập, Ngô Kiến Huy, Phúc Vé Lô, Buka và Hải Triều. Chú hai, làm gì mà ngoài kia quánh nhau sao chú hai? Bu quá trời luôn chú hai. Ôi bu quá trời luôn rồi, bu đâm bu đỏ luôn rồi chú hai. Trời đất ơi. Ôi đất ơi. Mày vô đây, mày vô đây. Sao chú hai? Mày á. Đưa cái chổi đây tao, đưa cái chổi tao. Con mua gì đưa cho quánh con sao? Mày đưa đây, đưa đây. Ê chú hai. Quá trời đất, mày làm biến. Cái gì chú hai? Cá độ đá banh. Mày cá độ đá banh. Mày thật ơi. Chú hai. Ta tới đây. Con sao nổ cái gì vậy? Trời ơi, con đang la giao lưu ngôn ngữ với một loài động vật bốn chân có vú. Ê, con gì mày? Tối bạc dê của ông ai nè. Mày đi xuống đây. Trời đất ơi. Nhà của tao có cửa có nẻo đàng hoàng, mày không vô, mày làm gì mày chui lỗ chó hả? Ông Hà không thấy hả? Ngay trước cửa quá trời người ta bu luôn, con vô đâu có được đâu. Nhưng mà con nhanh trí nha, con nhớ là phía sau nhà của ông Hai á có cái lỗ chó, con chui qua á bắt gặp chó bẹt dê của ông Hai. Nó hiền dữ lắm, nó nằm im mà không làm gì hết á. Rồi á lại rồi nhẹ cái nó cắn thấy bà luôn đây nè. Thôi nè, trời đất ơi, thời trang chó nhai nhưng mà con cũng không vừa đâu nha, con cắn lại nó và hành chó xà màu luôn rồi. Đây đây mày đứng lại. Con chó tao thứ nhất bị mẻ răng, thứ nhì mà mình mẩy nó bị trầy xước là do mày. Dạ con không. Quánh liền dạ, chú hai. Trời ơi mày quá. Quánh liền đó, chó cưng chú hai quánh vậy đó. Quánh liền chú hai. Mà tao mày vô nhà tao đầu tóc mày làm gì mày nhộm giống như con chó cò mày hả mày? Ôi trời, cái này là cái mốt thời trang đúng không? Mà chuyện gì? Mày rủ thiên hạ tới rần rần vô nhà tao phải không? Không không không. Mày với này cá độ đá banh phải không? Không phải. Mày cờ bạc quýnh đề quýnh. Chú hai, cái này chú hai nói bậy rồi. Cái này chú hai là già độ đốn nè. Là chú hai có gì già cả, không có sức lao động nữa, tụi con biết trước, tụi con cho chú mượn. Nói tao già đổ đốn hả? Chú hai làm gì mà chú hai đi giật hụi người ta vậy? Ê, tao giật hụi nào? Chứ hồi sau tao kéo tới, người ta kiếm chú chứ kiếm con đâu. À đù. Không, 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 không. Không, lộn rồi. Quá trời quá đất rồi. Không phải giật hụi, không phải giật hụi, cái này là ý đồ của con. Hả? Ý đồ của con. Trời đất ơi, ông hai có nhớ cái hôm ông hai quét nhà không? Rồi sao? Đó, cái hôm đó là tự nhiên nó con mới mở một cái bài nhạc vô cùng sôi động gì đó là nổi tiếng, Vũ Điệu Công Chiên. Ờ đó, cái bài Vũ Điệu Công Chiên. Con mở lên một cái bắt đầu nghe, hình như là ông hai ông nghe ông say mê hay sao đó, bắt đầu cái ông nhảy theo. Quay 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 bóc chụp. Quay 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 bóc chụp. Quay mông, quay mông, quay mông. Đây đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây này đó. Đó, gì đó, con mới móc cái điện thoại ra. Con móc điện thoại ra. Nhảy mày quét rồi mày. Chờ chú hai sấy quá, hở nó rớt một số thứ. Rớt gì? Dạ bụi. Bụi vậy chú hai, giày mới mà mang chị bụi rớt về nhà hết. Ý nó bắt hai già đó rồi đó, cái phụ tùng nó lỏng lẻo nó rớt hết. Dạ. Ấy, đỡ mày. Trời ơi, em đi ra nói ra ngoài nha mày. Cái con kể tiếp nè, đó. Khi mà ông hai nhảy vũ điệu đó, con lấy điện thoại con quay lại.
con quay lại con tung lên trên mạng, trời ơi bây giờ ha cả 10 triệu người like luôn, nó ghê không? 10 triệu á chú hai, nhiều lắm, đông lắm. 10 triệu mày quay, mày quay cái clip này rồi mày tung lên mạng đó hả? Dạ. Rồi thiên hạ bu vô coi hả? Đó coi tao đó, thấy đâu có hay ho gì đâu mà họ like chứ à. Hay chứ, trời ơi, nhìn vào ha, giờ ông hai nha, tao nói nha, nhảy bằng cả cái tim, rất là tự tin và rất là nhiệt tình nữa, tao thích cái điều đó quá trời, người like luôn. Đã vậy nha, con còn chơi gọi mấy cái bạn mà nước bạn nữa, như bên Đông Timor rồi bên Iraq, Iran rồi kêu luôn mấy cái phần tử mà IS đó lợi ủng hộ. Ôi IS rồi à. Dạ lại thần linh đừng cho con nghe cái vụ đó, tôi sợ quá, sợ quá, sợ quá. Ha. Ừ. Bây giờ vậy nè, mày làm ơn mày giải tán giùm cái đám đó đi ha. Một lát thế nào công an cũng xuống đây nói là gây mất trật tự cho mày coi. Không được đâu, đây là fan của ông hai đó. Đây nè, nhờ cái sự nổi tiếng này mà ông hai có rất là nhiều nhà đầu tư nè nha. Nhà báo nè, nhà đầu tư nè, ông bầu nè, rất là nhiều người hoạt động nha. Tới đây lợi dụng cái... À không, nhờ cái sự nổi tiếng của ông hai để mà họ làm ăn kinh doanh, mình có tiền mình xách vào tôi rồi. Nổ nổi vậy là chú hai là hot boy luôn rồi hả? Hot boy rồi đó. Ôi chú hai nổi tiếng, chú hai kiếm tiền, chú hai bây giờ con đã sắp xếp xong hết trơn rồi, bây giờ ông hai chuẩn bị tinh thần, con gọi kêu đối tác vô liền. Mày kêu vô hả? Trời đất ơi, ê nổ đừng giữ mặt. Alo, tới chưa thấy mày nè, đừng có đi cửa trước nghe, đông người lắm, đi cửa sau đi. Ừ, con chó dễ thương lắm, vô đi nha. Rồi chú hai đối tác vô, chú hai sửa soạn là đàng hoàng, chú hai đầu thấm nước tai, sửa xài nước hoa nước khủng gì vô, gỡ cái nó để quét bụi chú hai, để quét bụi hay quá rồi. Buông ra còn sao dài chiếc gió chứ có chứ còn chó lại con, còn dài còn chó lên. Ôi trời ơi, chú hai chó nó biết trời dài luôn chú hai. Trời ơi, con chó này mới hung dữ dễ sợ à. Đó. Thiệt tình đâu chú hai đâu. Thiệt. Đây. Đúng rồi. Đúng chú hai rồi. Dạ. Bây giờ hân hạnh là quen với anh. Không có quen được, có bắt tay ông nội. Lại bắt công móc túi ta nữa. Dạ. Con xin hợp bắt tay chú hai. Dạ. Con trai mới ra phải không? Quá đàng hoàng lắm, tương thức lắm. Giới thiệu sao chú hai nói tôi chạy mới ra cha. Ai biểu làm quá chị. Đây á là giám đốc của một công ty trách nhiệm hữu hạn thu mua ve chai. Vậy là được rồi. Rồi mày ra làm sao mà gom nước suối bịt sớm. Dạ. Mày đem đây để bán cho ông nội này. Nhiều lắm rồi. Lẹ con hả? Sao vậy? Thì lấy đồ ve chai bán cho chú em. Đâu có mua ve chai đâu. Chú tới đây làm gì? Con tới đây là hợp tác với chú hai để làm ăn. Làm ăn? Dạ. Tính mở mướn đất nhà tôi để mở vựa ve chai phải không? Gì chú hai? Sao mở vựa ve chai đây? Hôm bữa là con coi được cái clip vũ điệu cồng chiêng của chú hai đó. Con thích lắm. Cho nên là con muốn đầu tư làm một cái clip MV dữ dội hơn, hoành tráng hơn. Đó. Quay nữa hả? Dạ quay nữa. Để cho người ta coi được cái vũ điệu cồng chiêng chú hai. Như ở các vùng như là Tây Nguyên, Kon Tum, Đắk Lắk, Pleiku. Đó, sau khi người ta coi xong, người ta sẽ bỏ hết cồng chiêng, còn sẽ thu mua lại là một bộ sưu tập bán đồ cổ, bán ra nước ngoài. Lúc đó con sẽ làm lời, chú hai cũng có lợi nghe. Kèo thơm chú hai. Hay quá. Dạ. Bonjour. Yeah, merci beaucoup. Anh bước lên đây. Yeah. Tôi quá ngưỡng mộ, anh làm tôi very surprise. Trời ơi, vũ điệu cồng chiêng của các dân tộc Tây Nguyên đó là một vũ điệu rất hay. Cồng chiêng của họ là những báu vật mà được UNESCO công nhận đó là báu vật phi vật thể. Anh kinh doanh cái đó, anh làm, anh tập hợp lại hết, anh không gìn giữ mà anh bán ra nước ngoài. Very surprise. Tôi ngưỡng mộ anh quá. Trời ơi, tao không ngờ mày lại tiếp tay cho những cái thằng mà đi buôn bán làm chảy máu cổ vật Việt Nam. Trời ơi, bình tĩnh
tôi mời. Ôi chào chú Hai. Trời ơi chú Hai lâu quá không gặp, khỏe không? Khỏe không? Trời ơi lâu lắm không gặp nha. Dạo này trắng trẻo nhìn đẹp trai ra nha. Bệnh quá bệnh quá. Tim bậy. Tôi với Thiếm không có quen biết, gặp mới lần đầu tự nhiên hỏi mập quá đẹp trai là sao? Làm như quen hầu đời nào vậy? Sao giả quá vậy? Dạ không có đâu, cái này không phải giả thường đâu, mở này là giả chân á. Dạ không, dạ tại vì cái đó là cái phong thái của công ty của tụi con á. Là tụi con muốn tạo một cái sự thân thiện với đối tác để cho mình dễ nói chuyện á chú. Không sao đâu. Chị ngồi chị. Uống nước chú. Đây chị mời cho em. Dạ. Chú uống nước chú. Đẩy tao vô ta. Mời. Dạ. Đẩy. Dạ cô là người phải châu bò chú Hai. Cảm ơn. Dạ thân thiện quá. Thân thiện lắm em. Bây giờ bây giờ nãy tôi mới dí một thằng mất dạy ha. Nó dám lấy văn hóa dân tộc ha. Nó gom lại rồi nó đem bán nước ngoài ha. Bây giờ cô tính đây, cô tới đây cô mừng ăn cái gì cô nói đại luôn đi. Dạ. Không có đâu chú ngồi xuống đi, bình tĩnh mà nói chuyện nhau nè. Dạ thật ra thì là mấy hôm nay á là con có thấy được cái sự xôn xao về cái clip của chú đóng chính ở trên mạng. Cái thằng cô hồn rồi nó quay lén tôi nè, rồi nó đưa lên kênh nó đó. Dạ chú, nhưng mà bây giờ cái tên tuổi của chú đã được đẩy lên tột độ rồi. Cái gì? Cô nói sao? Tên tuổi của tôi bây giờ đẩy lên tột độ? Dạ đúng rồi, bởi vậy hôm nay con đến đây là để nhằm lợi dụng. Không, dạ, nhằm sử dụng cái sự nổi tiếng của chú và cái sự tai tiếng của công ty nữa và cái sự nổi tiếng của công ty chúng con và chúng con muốn là công ty chúng con và chú sẽ hợp tác với nhau là một cái dự án mới. Dự án gì nói quá ra đi Thiếp. Dạ tôi xin tự giới thiệu, công ty của chúng con là công ty đa quốc gia gồm nhiều nước trên thế giới, từ châu Á đến châu Âu, từ châu Phi đến châu Mỹ, từ châu Chấu cho đến châu Tinh Trì rồi lột, từ châu Úc cho đến châu Đại Dương, nói chung là hoạt động trên tất cả mọi châu lục. Chú Hai, công ty này được rồi chú Hai, đi du lịch khắp thế giới miễn phí. Đúng rồi. Đó, chưa hết đâu nha, công ty của chúng con á là gồm 1.000 nhà máy sản xuất, 1.000.000 kỹ sư khoa học và mỗi năm sẽ tạo ra 1 tỷ sản phẩm. Trời hay nữa chú Hai. Công ty này cái gì cũng một á, đứng nhất cho chú Hai, đứng nhất cho chú Hai. Đúng rồi, công ty này cái gì cũng một á. Dạ. Công ty kiểu một mình bả làm chủ luôn, một mình bả đứng bán hàng, một mình bả đi ra tiếp thị, một mình bả hết trơn. Trời đúng Thiếm. Dạ đúng rồi, công ty có một mình con thôi. Đó, hay vậy. Ủa sao biết hay vậy? Tại vì công ty của con nha là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 111. Dạ. Để cho chúng con có thể tạo ra những cái sản phẩm gọi là có giá trị nhất. Chú mà tham gia vào công ty của chúng con thì chú cũng sẽ nhận mức lương khởi điểm là 100 triệu đồng. Đó là tiền mức lương khởi điểm mỗi tháng, chưa tính tới cái tiền quê hồng nha chú. Trời ơi, tôi làm tới 100 triệu đồng một tháng hả trời? Dạ. Vậy tôi mận gì trọng? Dạ, chú có thể chú chỉ cần hợp tác, đồng ý hợp tác thôi. Chú có muốn không nè? Nếu như tôi đồng ý tôi hợp tác thì tôi làm gì trọng? Dạ, nếu mà chú đồng ý thì ngày mai chú sẽ vào công ty của con làm. Nhưng mà trước tiên thì bây giờ chú sẽ đóng cho con là 10 triệu đồng để tiền thế chân. Lặng nhách. Chân cẳng tôi ở nhà tôi tự nhiên gì tôi đóng 10 triệu tôi đóng thế hai chân nè hả? Không có đâu chú ơi, bây giờ nè chú đóng tiền thế chân đi, cái con giữ cái chân lại cho chú. Còn chú mà không đóng á là người ta thọt cái chân vô là con cho người ta thọt vô là chú không còn chỗ đó. Dạ thưa thần linh, dạ con không dám dính vô vụ này đâu. Đâu chú nghe lời con đi. Rồi làm ơn tiền thế chân. Tốt cho chú đó. Chú Hai nó nghe nè. Ủa hình như trong mấy cái fan hâm mộ của chú có công an kinh tế gì lại thăm mà chú Hai ơi. Chào anh. Công an gì chơi? Công an, nhà có cửa sau không? Có cửa sau không? Có cửa sau? Ở đâu? Ê chị ơi, bà nghe. Đi cửa nào ra cửa đâu á? Ra cửa đó tôi chết hả ba? Trời ơi, con chó nó bận cắn thằng kia rồi cho nên ra cửa trước đi nha. Không được, cửa sau. Ê, coi chừng nha. Chú Hai, bà bị mất giấy rồi, để con vô bừng váy cho bà chú Hai. Con chó mới thu chiếc dạ, giờ thu chiếc váy mở shop được rồi đó. Thằng nổ, béo, cái nhà tao hôm nay yên ổn,
từ ngày mày quay cái clip đó lên, mày tung lên cái nhà tao nó lộn xộn hết trơn rồi. Đưa đây. Không, giải tán cái đám kia. Mình xui xẻo thôi, mình gặp những cái không hay, bây giờ mình nhức quá tam. Chỉ còn thêm một người thôi, người này uy tín chất lượng. Uy tín chất lượng. Tới đây rồi. Đang đứng ngoài cửa. Đang đứng ngoài cửa phải không? Tao chỉ tiếp một người nữa thôi ha. Mà ba trợn là mày biết tay tao á. Rồi để binh khí đây, tao coi người tử tế. Ai vậy? Mở cửa vô đi. Có ai đâu? Hả? Ai đâu rồi? Ủa sao bên kia ở ngoài mà ở ngoài kia ở trong đây hầm như có dông ở trong đây nói ra nè. Ê trời đất ơi, vô nào chứ trời. Chà. Dạ, con bước từ trong tranh bước ra thiếu nữ bên bông bụp. Trời đất ơi. Tranh đây hả? Dạ, con nãy giờ con vô đây con đứng đây trời mà. Dạ. Mời chú ngồi. Nhà tôi mà. Dạ con mời chú ngồi nói chuyện. Này ở đàn nào? Dạ. Du ở đàn nào? Đàn trong. Đàn trong. Đàn trong. Dạ. Ý tôi muốn hỏi là đàn ông hay đàn bà đó. Chú này kỳ, nhìn biết rồi. Biết là sao? Đàn ông. Đàn ông. Dạ. Đàn ông mà mặc đồ bông quá, trên tay có cái này nữa. Dạ. Ừ, con rắn. À, trên cổ cũng có con rắn. Dạ. Ê. Dạ. Cái này nếu mà coi kỹ là cái này kêu là rắn, tôi kêu bằng xà. Dạ. Mà cái này áo bông kêu xà bông. Mà thêm chữ nữa là chữ bán xà bông. Không, con không có bán xà bông. Bán xà bông là bóng xà bang đó má ơi. Kỳ vậy. Ê. Ba nói nhỏ cho tôi. Ê. Tôi nói mình biết bao nhiêu lần rồi. Trời, vợ chồng nhau mà sao hại nhau vậy? Nè, mình làm như vậy không có được nghe chưa? Tối nay về là cắt cử. Chú hai. Ơ, anh ơi, nó cưng em kìa. Trời ơi, chồng nhà má ơi. Ủa, gì chị em hả? Xin lỗi nha má. Chị em, đây. Dạ. Đây. Dạ. Trời ơi, nhà có ba chị em. Ôi trời ơi. Cưng vậy? Trời ơi, nó sớm má. Tính ra đi má nói chuyện chút xíu má. Dạ, chào chị. Chị nào, chị nào? Ê, tao gỡ con ve chó trên mỏ mày xuống nha mày. Chị nào? Đây nè, mà nói nghe là chị, em góp ý nha. Bây giờ mình lớn tuổi rồi thì mình để tóc dài cho nó đẹp. Đừng cắt đầu đinh kỳ lắm. Con gái đầu đinh không có được. Không nên. Mượn coi chở coi. Ê, ba trợ rồi tao quýnh được hả? Ê, mày nghĩ sao mày nói tao chị mày? Hả? Ủa hả? Vậy chứ? Ủa? Hả? Đàn ông luôn hả? Chạy thẳng má ơi. Anh vi phạm luật pháp rồi. Vi phạm gì? Người ta hả, một chồng một vợ thôi, anh một chồng hai vợ vậy. Trời ơi mày nữa. Hai vợ nè. Hai vợ tôi giỡn với bà đó mà. Tao quýnh mày nha mày. Ê, cái thằng này là hàng xóm, còn này cháu ruột tôi nha. Ủa vậy à? Tiếm ăn nói bậy bạ coi chừng nha. Dạ xin lỗi. Thì có gì mình xin lỗi vậy thôi. Không, tới đây làm gì? Tới đây làm gì? Dạ, em xin tự giới thiệu, em là giám đốc của một hãng thời trang lớn nhất nhỉ Sài Thành á. Dạ, hôm nay em tìm anh tại vì á có coi Facebook. Có cái vũ điệu còng còng chiên. Đúng rồi, còng chiên ở trên Facebook á, coi thích quá cho nên mới xuống đây tìm anh. Đó, để làm cái gì? Để mình hợp tác làm ăn. Em tới đây á là công ty em về thời trang mà, cho nên không có liên quan tới cái gì ca nhạc hay thu âm gì hết. Rồi à, cũng không có phải là những cái công ty mà nó lừa đảo, một thành viên lừa đảo không phải. Vậy là không giống hai người trước không? Dạ. Dạ, cảm ơn thần linh. Dạ đúng rồi, bởi vì công ty của tụi em là sẽ đến đây để làm những anh là làm người mẫu. Ngoài cái tài hát ca hát, anh sẽ làm người mẫu. Bởi vì anh có một cái thân rồi, anh đang đứng lên đây giùm em, anh đứng lên giùm. Làm ơn xoay một vòng. Em tìm khắp cái Việt Nam chưa có ai có cái thân hình chuẩn như anh. Tướng này mà chuẩn. Chuẩn mà anh. Giống cả đó. Việt Nam không có ai có thân hình ba dòng bằng một. Một, hai, ba bằng nhau hết, không có. Đúng khen, không? Khen cho hai này khen. Nói nghe cũng hãnh diện thiệt. Dạ. Nhưng mà nó sai thực tế. Lại thần linh, trời ơi tôi không muốn chịu rõ đâu nha. Không có gì hết. Không gì sai hết. Đây, chúng ta sẽ làm như thế này. Là sao? Là công ty của em có một cái đội ngũ thiết kế. Chúng em sẽ thiết kế một cái bộ thời trang đi trước thời đại nha anh. Thời trang để dành lên vũ trụ, phải không? Vậy đi để anh ta bận đồ vũ trụ rồi để anh bận thời trang chi. Của em có một đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, luật sư rất là giàu kinh nghiệm. Đừng có trời ơi, luật sư là có ăn cắp mẫu kiện, hiểu không nhá? Đó, tụi em sẽ làm về cái dạng
đồ lót cho online fashion. Fashion underwear. Wow. Ủa chú hai bận bộ đồ nó vô là giống như là Kim Theo luôn á chú hai. Kim Theo là ai? Kim Tèo á. Có đặt tên chú hai nghệ danh. Này, chú biết không, cái bộ đồ nó làm gì? Nó làm từ những sợi cơ cô tông rất mỏng mỏng lắm. Nó sẽ co giãn 4 chiều khi ôm ôm trọn hết phần cơ thể. Sát này không? Sát này không? Sát được không? Dạ không, sát hơn. Sát vậy nữa hả? Dạ. Nhưng mà đặc biệt đứng dậy tại đứng dậy bình thường là ấn đồ quen người ta bình thường, còn dành cho all man fashion của tụi con á là nó cao lên tới đây rồi nè chú, đúng không? Rồi những cái dòng như đây, dòng hai như thế này bận vô một cái húp nó mất luôn chú. Wow, hay quá chú hai. Ui, nó làm sắc. Nếu mà chú bận thường đó, tại vì tụi con có những cái sợi gân trên cái đó, chú bận thường nó ngấn vô bụng thành 6 muối luôn. Có cần 6 muối đó mà. Dạ. Mà già đâu có cần 6 muối, 1 muối là tốt rồi. Không, 6 muối nó cũng đẹp chứ chú. Dạ. Vậy là bộ đồ thiết kế bằng những sợi cô tông thông minh nó bó sát vô trong người. Dạ đúng rồi, bó sát nhưng mà vẫn thở được. Thở được. Lương bổng thì tôi biết là rất là cao phải không? Dạ, 91, tụi con 9 chú chơi 1. Cảm ơn thần linh đã dìu dắt một cái con này tới đây và để cho con thử cái độ bền của cây chổi trà nhà con. Ủa là sao chú? Tổ bà mày, mày nghĩ làm sao một cái clip của cái thằng quỷ sống nó đưa lên trên mạng, rồi mày tới đây mày thấy người ta like vô nhiều, rồi mày lợi dụng cái chuyện đó tụi bay bu vô tụi bay kiếm ăn. Trời ơi, tụi bay lợi dụng truyền thông tụi bay làm những cái chuyện như vậy. Tao nói thiệt, tao phải quýnh mày. Trời ơi, loạn điện thông rồi. Loạn điện thông rồi. Anh Đình Toàn thấy chưa, rõ ràng mạng xã hội giúp chúng ta rất là nhiều điều, giúp chúng ta gần nhau hơn. Có những người cách xa nửa vòng trái đất luôn, nhưng mà nhờ mạng xã hội chúng ta vẫn có thể gặp gỡ và trò chuyện với nhau mỗi ngày. Và quan trọng hơn nữa là chúng ta có thể cập nhật được những thông tin rất là bổ ích. Nhưng mà ngược lại chúng ta phải biết chọn lọc, đúng không anh? Chúng ta đừng tự biến mình thành nạn nhân của mạng xã hội và truyền thông anh ha. Đúng rồi, gia đình ta nghĩ một trong những việc chọn lọc những thông tin bổ ích đó là theo dõi chương trình Danh Hài Đất Việt. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Đình Toàn và Lê Khánh rất buồn khi phải nói lời tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.